Rồi, chào tất cả các anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi 4. Một số anh chị tới trễ thì anh chị có thể xem lại video sau. Tại vì bài này cũng khá dài, là buổi cũng khá quan trọng để anh chị nắm một cái phương pháp giao dịch mới. Có thể là hiện tại phương pháp này chưa được phổ biến, nó cũng là mới phát minh gần đây, còn chỉ vài năm gần đây nên là không được phổ biến. Nhưng mà rất hợp lý, rất logic, nên là anh chị cũng sẽ sau khi học cái phương pháp cung cầu này xong thì anh chị sẽ dễ dàng phân tích tất cả các thị trường tài chính. Thì trước khi vô cái bài buổi học hôm nay thì em sẽ nói sơ lại những kiến thức cũ một tí để anh chị nắm. Lý do tại sao, để anh chị biết lý do tại sao chúng ta phải dùng cung cầu để chúng ta mua bán. Thì ví dụ như anh chị biết, anh chị xem theo cái này, như hiện tại này, cái cặp kiến thức cũ ha. Rồi, ngay vị trí này, ngay vị trí này, khi chạm lại vị trí cũ thì cái vùng này gọi là vùng gì anh chị? Vùng này gọi là vùng gì? Chạm lại đỉnh cũ. Rồi, ok, kháng cự. Rồi, khi gặp kháng cự thế này, như hệt chúng ta học price action đó. Rồi, thì đây là mô hình gì? Bao trùm giảm là đúng ha. Còn anh chị nào có nói mày đang bao phủ là không đúng ha. Mai đang bao phủ thì bắt buộc phải một cây nến đỏ, cây nến này cây nến xanh ha, không phải mai đang bao phủ đây ha. Nếu mà cây nến này nó nằm dưới đáy á thì nó là mô hình xuyên thấu, mà đây đang trên đỉnh thì hiện tại lan sát là hai cây nến này, cố ý khoanh vùng ba cây nến để để cho xem chị qua nhận ra thế nào. Nhưng thực tế khoanh hai cái này thì dễ nhận ra. Cẩn thận chỗ này ha. Rồi, anh chị thấy cái này không? Thấy một cái nến doji chưa? Thấy một cái nến doji trùng trùng chưa? Doji trùng trùng mà cái xác nhận là tăng là thấy không? Nếu một số anh chị á, mà thấy cái doji này mà đè đầu bán liền á, thì fail không? Fail là thấy không? Hit stop loss là thấy không? Vì thế là đôi khi, tại vì sao? Anh chị xem, nếu mà ngay chỗ đây xuất hiện doji, cái doji này xuất hiện nó nằm ngay chỗ vị trí này, nó có an toàn chưa? Nằm vị trí này. Theo lý thuyết hả, thì nằm ở vị trí này, nếu theo cung cầu á thì nằm ở vị trí này cũng là khá tốt rồi. Lát nữa chúng ta học cung cầu chúng ta sẽ thấy được điều đó. Đây ta vẽ ra, ta biết được điều đó. Là điểm này là bán cũng khá tốt rồi, nhưng bán ở chỗ này nó sẽ bị âm nặng hơn, âm lên này tới 160 pip lận, anh chị sẽ run tay. Vì thế nếu nó có xác nhận á thì khả năng nó sẽ giảm cao hơn, mà không có xác nhận á thì chúng ta sẽ bị âm nặng, có thể là bị hit stop loss dễ dàng đó. Và với những chiến thuật cung cầu, chiến thuật của Bryson đó, là trước giờ chúng ta học mấy buổi trước là vậy đó. Thì ví dụ trong Bryson đó, thường xuyên chúng ta cũng hay mua bán lại những vị trí này đó. Chuẩn của mà những cái doji á thì những cái doji hay cái bin ba thì chúng ta hay bán ở vị trí 50%, anh chị nhớ ha. Những cái doji bin ba thì những kiến thức cũ trong video cũ của căn bản á, anh chị có học thì thêm nói về vụ đó. Thường xuyên là có hai vị trí bán của một cây bin ba, cây doji là bán ở vị trí, nếu trên đỉnh bán ở vị trí 50%, và một vị trí bán thứ hai là stop như này, có nghĩa là xuất hiện một cái cây bin ba thế này và khi giá nó rít đào xuống dưới vượt qua cái cây bin ba đó, cái bin ba đó thì chúng ta sẽ bán. Đây, ví dụ đây là một cái cây bin ba, có nhiều người sẽ giao dịch sớm luôn. Tại nó có nhiều yếu tố khác, chúng ta sẽ giao dịch sớm trước khi xác nhận luôn. Ví dụ cây ba này nó xuất hiện ở một vị trí kháng cự khá mạnh, hoặc là vị trí cung cầu khá mạnh. Cung cầu sau này chúng ta học cung cầu lồng vào nhau mà xuất hiện cây bin ba thế này là chúng ta sẽ thực hiện lệnh bán luôn, lệnh bán trực tiếp luôn. Bán có hai cái lệnh bán, thực ra phải bán trực tiếp mà bán lệnh chờ hai cái lệnh. Lệnh thứ nhất là ở vị trí 50%, 50% cây bin ba, rồi cây
bất cứ loại cây gì, cây Handyman hay là cây gì đó, mà cây Doji gì đó, thì chúng ta cứ lấy 50% là 50% cái ca này, chiều dài của ca này. Chúng ta có một lệnh chờ, chờ ngay chỗ đây là một vị chờ, đó là một vị trí, và vị trí thứ hai là stop chỗ này, đó có nghĩa là bán chờ nó xuống, nó vọt qua vị trí, thì chúng ta sẽ bán ở dưới này, tại vì ngay vị trí cái bóng đến chỗ cái bên pin ba này chính là vị trí gì trong những cái là chúng ta chính là vị trí hỗ trợ đó. Ở trên này là kháng cự này, đó theo sát một cái nến thì nó là kháng cự, nó là hỗ trợ, tại vì khi chúng ta mở qua khung thời gian nhỏ hơn thì trên cái cây ngay chỗ này nó có một cái nùi nến lận, và ngay chỗ này nó cũng có một cái nùi nến lận đó, thì nó, bình thường thì nó một cái nến thế này, nó trên đây là vùng kháng cự, ở dưới đây là vùng hỗ trợ luôn. Nhiều cái nến thì đó, nhiều cái nến thì nguyên một vùng đây này đó là vùng kháng cự, nhiều cái nến nguyên vùng đây là vùng kháng cự đó, còn một cái nén chỉ xác một cái nén thôi á, thì nó có ý nghĩa đó, đó trên là kháng cự dưới này hỗ trợ, ví dụ vậy. Thì nếu mà vượt qua vị trí cái đỉnh này, vượt qua kháng cự này thì chúng ta sẽ fail, và vượt qua cái hỗ trợ chỗ này thì lệnh chúng ta sẽ đi xuống, ví dụ vậy đó. Thì đây là những cái vị trí mua bán, nhưng bây giờ chúng ta sẽ, nếu chúng ta thực hiện những cái lệnh mua bán mà như thế này thì nó sẽ bị âm nặng với hả, ví dụ vậy. Đợi ví dụ ngay chỗ đây anh chị xem, xuất hiện một cây nến spinning top đúng không, nếu mà chúng ta đợi cây xác nhận đây, cây này nó cây xác nhận này, khi ta xác nhận xong cây này thì nhiệm vụ chúng ta sẽ bán cây này, bán ở đây, nhiệm vụ chúng ta sẽ bán ngay đúng ở đây. Tại sao? Vừa thỏa điều kiện là cây spinning top này, cây xác nhận này giảm này, thì chúng ta trên là thế giảm thì chúng ta sẽ bán, thì chúng ta sẽ bán ngay vị trí này, bán luôn và stop loss trên này. Thì vị trí đặt stop loss chúng ta ha, đây vị trí đặt stop loss chúng ta khá dài, và tỷ lệ lợi nhuận chúng ta nó không đạt được lợi nhuận, nó chỉ cao lắm tỷ lệ 1:1 là cao, nó hồi lại mất phải không đó, tỷ lệ 1:1 là cao, lợi nhuận không cao. Vì thế thì valuation nó sẽ có một cái điểm yếu như thế, chúng ta sẽ bị chậm, mua bán chậm, và khi mua bán thế này thì chúng ta sẽ bị âm nặng, và có thể chúng ta sẽ bị đá stop loss trước khi chúng ta thắng ví dụ vậy. Thì đây cũng vậy, trường hợp đây cũng vậy, nó có mấy thế này mà nếu chúng ta thực hiện cái xác nhận thế này, chúng ta bán luôn chỗ này thì chúng ta sẽ bị âm một đoạn thế này, âm một đoạn ngay vùng này luôn, âm một đoạn ngay vùng đây. Thì hôm chiến thuật hôm nay chúng ta sẽ học để khắc phục cái trường hợp đó, chúng ta sẽ khắc phục trường hợp đó, chúng ta không vội mua bán sớm nữa. Ví dụ trường hợp đây cũng vậy, anh chị xem cái trường hợp này đó, khi nó gặp trên vùng kháng cự mạnh ha, và xuất hiện một cái thế bao trùm giảm đúng không, thì bình thường anh chị sẽ đè đầu bán luôn ở chỗ này, bán trực tiếp ở đây, đây xuất hiện cái đầu ngày anh chị bán ở đây luôn, hoặc là anh chị mở ra trễ anh chị thấy cái nến này anh chị bán ở đây luôn, ví dụ anh chị bán trực tiếp ở đây luôn, ví dụ vậy. Antenna T mở lên thỏa điều kiện rồi mà, anh chị thấy thỏa điều kiện rồi nè, thỏa điều kiện nè, nhưng mà chưa có xác nhận nha, chừng nào cái này xác nhận luôn á thì mới thỏa điều kiện. Nếu mà đợi cái xác nhận nữa, ví dụ cho là cái này cái xác nhận đi, cho là kết thúc ngày luôn nha, tại hôm nay chưa kết thúc ngày, nhưng mà em ví dụ cho anh chị hiểu luôn là cây này là cây xác nhận luôn, là cái coi như cây này hết kết thúc ngày rồi, cây mới đang nằm ở đây phải không, đang nằm ở đây, thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh bán luôn, theo như transaction là chúng ta sẽ thực hiện lệnh bán luôn, thỏa điều kiện cây này là cây vừa spinning top và cũng là bao trùm giảm luôn, đây là spinning top luôn anh chị ha, và có cây xác nhận, và bộ này xét bộ này thì nó sẽ là một cây bao trùm giảm luôn. Đó. Thì nếu như xác theo spin, cái nến này spin top và cái này xác nhận thì chúng ta sẽ bán ngay đây luôn, bán ở đây luôn. Còn nếu xác theo mà bao trùm giảm thì chúng ta, cái này cái xác nhận chúng ta bán ở đây, thì ví dụ chúng ta bán ở đây rồi chúng ta bán ở đây một lệnh, thì lúc đó chúng ta sẽ kéo để mà di chuyển nhanh á, có chức năng di chuyển nhanh là chúng ta sẽ rê chuột lại đúng vị trí chúng ta bán á, chúng ta kéo đè chuột, chúng ta kéo lên trên, thì đó chính là vị trí đặt stop loss, bán xuống mà kéo ngược lên trên là vị trí đặt stop loss. Rồi ví dụ đặt stop loss ngay chỗ đó, thì chúng ta sẽ đo thử từ vị trí này lên từ vị trí này đúng 20 pip không, tầm 20 pip 30 pip gì đó là chúng ta giờ để vừa rồi đó, ví dụ đây rồi kéo lên kéo xuống cho nó đúng đó. Rồi vị trí thứ hai là chúng ta sẽ đặt tắt vít, thì chúng ta tương tự thôi, cũng đê chuột ra kéo, chúng ta rị xuống, chúng ta đè cho kéo, ta giữ ta rị xuống đây, đây vị trí đây, ví dụ thả vị trí đây đi. Tại sao thả vị trí đây thì sau này học cung cầu chúng ta sẽ hiểu, tạm thời thả vị trí ngay chỗ này đó. Thì chúng ta đo thử từ vị trí ngay đây,
là đang là 400 mấy chục bip, và đây là đang là 200 bip, là tỷ lệ hơn 1:2, không? Thì chúng ta có thể để an toàn, chúng ta có thể dời là tỷ lệ 1:2 thôi, để cho nó khả xác suất là nó thành công nó cao hơn. Để cho nó đặt thì dễ bị thành công hơn. Tại nếu sai với này quá nhiều lúc nó hụt. Rồi, ví dụ chúng ta đứng đây là coi tỷ lệ 1:2. Thì nếu chúng ta mua bán thế này, thì anh chị xem từ vị trí này tới vị trí này stop loss chúng ta tới 200 pip lận. Nếu học theo fraction á, là anh chị đánh vị trí này tới 200 pip lận. Stop loss tới 200 pip là cực kỳ lớn, và khi bị âm anh chị xem. Khi bị âm là anh chị có thể thua tới nhiều 900 mấy đô với 0,5 loss. Đó. 900 mấy đô là anh chị khủng lắm đấy nha. Và khi thắng là có thắng 1.700, phải không? Gần 1.800. Nhưng mà nếu để cho tới vị trí thắng này thì anh chị sẽ bị âm nặng ngay đoạn này này. Thị trường nó sẽ giằng co thế này này, thị trường nó sẽ giằng co lên xuống đoạn này rất nhiều, lên xuống đoạn này rất nhiều nó mới đi xuống. Vì thế ngay vị trí chỗ này là khi nó lên tới này anh chị sẽ âm tới cả 100 pip lận. Âm tới 100 pip là trên 100 pip luôn, đảm bảo là âm nó trên 100 pip. Anh chị có thể xem cái tín hiệu, xem cái lệnh chỗ này ha, nó sẽ âm. Âm nặng là mới xuống. Thì anh chị khi anh chị thấy vậy thì anh chị biết được fraction nó có điểm yếu. Vì thế hôm nay chúng ta sẽ học cung cầu là chúng ta không mua bán ngay trực tiếp ngay vị trí của fraction nữa. Không mua bán trực tiếp ngay vị trí xác nhận của fraction nữa, mà chúng ta sẽ mua bán ở vị trí hợp lý hơn theo cung cầu. Thì lúc đó chúng ta vẽ vị trí cung cầu, ví dụ theo cung cầu đây là vùng cung, lát chúng ta học chúng ta sẽ biết đây là vùng cung, thấy không? Thì lúc đó chúng ta không mua bán ở đây mà chúng ta sẽ đợi lệnh trường ở đây, ngay đây. Và thị trường nó sẽ từ vị trí đây, trong ngày hôm nay hoặc ngày hôm sau hay ngày nào đó không biết, nó sẽ dính lệnh, nó quay lại đây, dính lệnh đây và nó đi xuống. Đó, nhiệm vụ cung cầu chúng ta là giảm được lệnh âm và khoanh là cái vùng an toàn để chúng ta mua bán. An toàn ha, để chúng ta mua bán, thay vì chúng ta dùng những công cụ khác, những chức năng khác, chúng ta mua bán xong chúng ta bị âm nặng, chúng ta bị tâm lý, chúng ta sẽ bị rất nhiều cái ảnh hưởng tới cái tâm lý chúng ta, cũng như phương pháp chúng ta giao dịch vậy thì cái rủi ro chúng ta khá cao. Vì thế chúng ta lại dùng cung cầu để giảm rủi ro lại, và lệnh chúng ta sẽ chuẩn hơn, đặt đâu là chuẩn đó, ví dụ vậy. Khi không chuẩn là fail, mà chuẩn là đi khá khá đẹp. Đó, ví dụ vậy. Đó, thì vì thế chúng ta dựa vào cung cầu, chúng ta sẽ dự báo ngay chỗ đây về tới đây. Thì nhiệm vụ chúng ta là gì? Khi thấy một cái nến thế này chúng ta không vội mua bán, đừng có tiếc là cái ồ cái này nếu mà không bán liền thì bây giờ nó sẽ tụt xuống, nó sẽ đi luôn. Nó đi luôn là anh chị mất cơ hội, ví dụ vậy. Thị trường vẫn còn đó, mất cơ hội này còn cơ hội khác, không lúc này giao dịch thì còn lúc khác, anh chị đừng vội. Với học chiến thuật cung cầu này phải kiên nhẫn và kỷ luật, chúng ta mới thành công. Thì tới trường hợp này chúng ta lệnh bán sớm là theo quy luật của fraction là sai, thì chúng ta học cung cầu chúng ta sẽ giảm được stop loss chúng ta 50%. Chúng ta còn có 100 pip thôi. Hồi nãy chúng ta sẽ mất 200 pip, bây giờ chúng ta giao dịch thế này là còn 100 pip thôi. Thì lúc đó chúng ta dùng cái công cụ cung cầu này, nó sẽ tính ra cho lot, sau này chúng ta học sẽ biết luôn. Nó sẽ tính ra được lot chỗ này là 0.04 theo quản trị vốn. Ví dụ vậy thì ta nhập vô 0.04. Đây ví dụ, sau này học anh chị sẽ hiểu rõ cái này. Rồi, thì tới vị trí này anh chị chuột đúng vị trí này, anh chị click phải chuột thôi, chọn sell limit ngay đây. Rồi. Đó, xong. Lúc sell limit là anh chị không có được kéo ha, không được kéo stop loss tắt phí thì anh chị phải sửa. Anh chị sửa thì một là anh chị sửa dưới cái menu như này. Anh chị sửa dưới menu như này ha. Hai là cái sửa như sau, anh chị rê chuột lên cho vị trí này, chờ cho nó hiển thị ra một cái rat, em hiển thị ra một cái rat to modify á, thì anh chị click phải chuột lên nó, chọn modify. Click phải chuột lên đường line đó, chọn modify. Rồi anh chị chọn cái vị trí đặt start loss, ví dụ như là 148.379 đi. .379. Rồi anh chị rê chuột tới vị trí ngay chỗ này. Để càng đặt tắt phí chẳng hạn, để nó hiển thị ra cái giá cho mình. 142, 1423 chẳng hạn 1423. .3. Rồi. Rồi, coi như anh chị xong. Anh chị đặt chơi và anh chị đóng sập máy, đóng máy tính đi chơi. Đó, chúng ta phải tự do thời gian dài, đóng máy tính đi chơi. Thì lệnh ngay chỗ này. Chúng ta xem lại để hai cái nó trùng nhau cho nó đẹp, nó đẹp. Thì nãy chúng ta bán sớm một lệnh để vui này. Ở đây, này chúng ta sẽ bị âm nặng lắm này, thấy không? Đây, cái vị trí âm này là lệnh đánh thử nghiệm lần trước. Cặp này là cặp RE đây, là sell đây. Cặp yên là vị trí cặp khác, RE đây, vị trí là 142.3, ta sửa lại cho bạn ha.
rồi 379 đúng không? Chúng ta xem lại qua thứ rê 148 379, rồi bằng nhau đây, chúng ta modify lại cho hai lệnh nó bằng nhau. Rồi đó, coi như một lệnh thì thường xuyên những cái lệnh thế này, anh chị mà hụt á, nếu mà sợ hụt á thì anh chị phải đánh một lót cực kỳ nhỏ, ví dụ 0.01, mà 0.01 mà nếu âm lên tới đây âm 100 bit thì anh chị cũng phải âm tới 10 đô, tương đương là 10 đô. Đó, 10 đô, nếu như anh chị nào mà làm lương không bao nhiêu đồng thì một lần âm 10 đô, âm 20 đô, thua một lệnh là vài chục đô là anh chị mất cả ngày công đó. Đó, nên là ảnh hưởng tâm lý rất nặng. Đó, vì thế nó rất nguy hiểm ha. À, chúng ta không vội, nếu lỡ hụt cặp này thì chúng ta còn những cơ hội khác, hoặc là nó tạo ra những cái vùng khác, ví dụ nó xuống tới đây theo cung cầu thì nó xuống tới đây, xuống tới đây chẳng hạn, nó xuống tới đây nó sẽ quay đầu lên, nó sẽ chạy, nó chạy lún xuống tới đây, từ từ cái chỗ đây nó sẽ quay lại, nó test cho đây rồi nó đi xuống. Đó, vì thế chúng ta không có sợ bị muộn, không có lo chuyện đó. Đó, thì hôm nay đó là cái cách để chúng ta fix lại cái chiến thuật fraction. Thì học, chúng ta học cung cầu để chúng ta vẽ những vị trí an toàn và những vị trí chờ an toàn cũng như vị trí giao dịch an toàn để chúng ta thực hiện những cái lệnh mua bán mà sẽ giảm đi rất nhiều những yếu tố rủi ro khác. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học mới, một phương pháp hoàn toàn mới dựa theo cung cầu, dựa theo nhu cầu của người mua và người bán cũng như những nhu cầu khác. Thì những nhà tài phiệt hay những nhà big boy hay như đó thì họ cũng tạo ra những cái vùng như thế này để đánh lừa, hoặc là họ tạo ra những cái nhiều cái vấn đề lắm, nói cùng là nhiều vấn đề mà để đánh lừa những còn hai bên đấu đá nhau đó, chơi lẫn nhau đó, thì có thể họ tạo ra những cái tình huống, những cái mô hình hoặc là những cái thế sẽ đánh lừa nhau. Nhưng mà vấn đề đó thì xác suất những cái lừa đó thì chúng ta cũng không thể nào đoán được, chúng ta có thể fail. Nhưng mà chung chung thì phương pháp chúng ta sẽ dựa vào nhu cầu chính của người mua và người bán, dựa vào hai cái đó để chúng ta tìm những vị trí chúng ta mua bán. Thì đây một lý thuyết về định nghĩa cung cầu. Thì tất cả những anh chị nào mà đã từng học về kinh tế hoặc là cái tư duy bình thường thôi, tư duy của một người bình thường thì cũng hiểu cung là gì, cầu là gì rồi. Đó, thì cái này là thì nó cũng là cái này, nó cũng chỉ đơn giản, không có gì khó lắm, anh chị có thể đọc hiểu. Ví dụ như khi cung mà nó vượt quá cầu thì có sự dịch chuyển trong giá. Ví dụ như là cung cấp sản phẩm, cung cấp một cái gì đó mà nó nhiều hơn cái nhu cầu thực tế, có nghĩa là cái sản xuất ra, cái giai chuyện sản xuất, khi sản xuất ra một cái sản phẩm nhiều hơn cái nhu cầu của người dùng đó, thì chắc chắn có sự thay đổi trong giá, chắc chắn sẽ thay đổi đó. Thì bắt đầu khi mà số lượng sản xuất mà nhiều hơn nhu cầu của người dùng thì giá đi xuống, do lượng hàng hóa sản xuất quá nhiều và thị trường không có nhu cầu đối với số lượng hàng hóa này đó, vì thừa đó, nó cũng là thừa đó, tồn kho nhiều đó, tồn kho nhiều, tại bán ra không ai mua hết, tại sản xuất nhiều quá mà người dùng chỉ, ví dụ như sản xuất tới 2.000 cái mà người dùng có 1.000 người thì 1.000 người làm sao họ dùng hết 2.000 cái. Nên là bắt buộc để khuyến khích cái nhà sản xuất này, để khuyến khích mà người dùng có thể mua, một người có thể mua 2 cái dùng, thì vì thế họ sẽ giảm giá, họ sẽ giảm giá cái sản phẩm nó xuống để họ khuyến khích người, họ khuyến mãi, họ giảm giá để khuyến khích cái người sử dụng đó mua 2 sản phẩm, 3 sản phẩm ví dụ vậy, thì lúc đó 1.000 người có thể xài hết 2.000 sản phẩm, thì lúc đó họ sẽ không bị tồn kho nữa, thì ý nghĩa là vậy. Đó, thì khi họ giảm giá thì bắt buộc giá sẽ đi xuống. Đó, mà giá đi xuống thì con người mà thấy giá đi xuống rẻ ham mua. Đó, dạ thôi. Đó, thì nhưng mà cái vấn đề đó là lý thuyết của ấy, nhưng mà bây giờ chúng ta học là để chúng ta biết khi trường hợp đó nó giằng co, thì ví dụ như nó tạo ra những vị trí mất cân bằng như thế, chúng ta sẽ làm sao để giao dịch. Đó, thì chúng ta sẽ ý nghĩa tiếp theo là khi mà giá nó đi xuống do nhiều người bán nhiều hơn người mua. Đó, cái người bán á, người bán hàng hóa nhiều hơn cái người mua, giống như người sản xuất nhiều hơn cái người mua vậy đó. Rồi thì đó là sự mất cân bằng giữa người bán và người mua. Thì trong lý thuyết của mua bán cũng vậy, phe thì phe bán mua lên và phe mua phe mua lên, phe bán thì bán xuống, nhưng mà hai phe luôn luôn không thể nào cân bằng nhau được. Có thể phe bán nó sẽ nhiều hơn phe mua chẳng hạn,
hoặc là phải mua nhiều phải bán chẳng hạn, không thể nào đó. Trên đây trường hợp này cũng vậy, trong lý thuyết mà thực tế ngoài nó cũng tương tự vậy thôi. Thì khi mất cân bằng giữa người bán và người mua, thì mà để trường hợp mà mất cân bằng này thì có sự giằng co. Giằng co có nghĩa là ví dụ như người sản xuất thì suy nghĩ, phải suy nghĩ có nên giảm giá hay không, mà giảm giá thì người ta có mua hay không. Có giống như kiểu lưỡng lự chứ, lưỡng lự phải tính toán liệu chúng ta giảm giá thì chúng ta lỗ rồi, mà lỗ đã lỗ rồi mà là người ta không mua nữa, ví dụ vậy. Thì người ta sẽ suy nghĩ lên xuống, thì giữa người mua người bán cũng tương tự vậy, liệu chỗ này nó có đảo chiều hay chưa, chúng ta nên mua hay nên bán. Thì nó sự có người mua bán nhảy ra như vô liên tục, có sự lưỡng lự của hai bên, mua rồi thoát, thoát rồi mua, ví dụ vậy, sự lưỡng lự, muốn mua mà lại không mua, lưỡng lự thì nó có sự giằng co. Giằng co có nghĩa là mua bán với hai bên có thể là cân đối nhau hoặc là chênh lệch nhau chút, thì nó sự giằng co lên xuống giằng co, thì nó tạo ra một cái vùng giằng co với hai bên mua và bán, thì nó tạo ra một cái vùng, thì vùng đó người ta gọi là vùng cung. Giằng co ha, giằng co có nghĩa là người ta suy nghĩ, người ta lưỡng lự có nên giảm giá hay không đó, rồi giảm giá người dùng có chắc chắn có mua hay không. Thì người ta suy nghĩ đã xong rồi, có người ta quyết định người ta giảm giá, người ta quyết định giảm giá. Thì trong quá trình suy nghĩ đó, nó có sự giằng co, nó lưỡng lự, sự giằng co lưỡng lự. Thì khi giảm giá xong rồi đó, thì giảm giá xong rồi là bắt đầu giá đi xuống. Thì ngay chỗ vị trí mà suy nghĩ giằng co chỗ này thì nó tạo ra một cái vùng người ta gọi là vùng cung đó. Có nghĩa là giá trên này đang giá đỉnh này, giá cao này, cực kỳ cao ha, giá này giá cao, đang là giá cao mà, giá cao. Xong rồi thấy số lượng sản xuất thừa quá không bán được thì người ta giảm giá, mà trước khi giảm giá thì người ta phải suy nghĩ nên giảm hay không. Rồi sau đó người ta sẽ tạo, người ta bắt đầu quyết định giảm. Thì khi giảm giá đi xuống thì ngay chỗ cái vị trí giằng co, ngay chỗ vị trí này nè là sự suy nghĩ á, thì nó sẽ tạo ra một cái vùng gọi là vùng cung. Còn trong đồ thị thì phải mua và phải bán, cứ người bán xuống, người mua lên, người bán xuống lên thì tạo sự giằng co, tạo một sự giằng co. Thì cái giằng co nó tạo ra đó là một vùng cung, mà vùng cung này sẽ luôn luôn nằm ở trên cao, giá cao mà nằm trên đỉnh, nằm trên cao. Thì anh chị để nhớ chỗ đó, định nghĩa đó là định nghĩa đơn giản trong lý thuyết của kinh tế thôi. Rồi còn ngược trường hợp ngược lại, ngược lại tại sao? Ngược lại là khi cầu mà vượt quá cung, cầu vượt quá cung nó ngược lại ha, là nhu cầu con người ví dụ tới 2.000 người, mà trong khi sản phẩm có 1.000 sản phẩm mà đó, 2.000 người cần, mà trong khi 1.000 sản phẩm thì đâu đủ cung cấp cho cái 2.000 người này đâu. Đó là lo cái là khi cầu nó vượt quá cung thì bắt đầu chắc chắn sẽ có sự dịch chuyển trong giá, dịch chuyển giá. Thì khi mà đã cầu mà vượt quá cung thì cái người mua bán á, cái người sản xuất á, cái người mua bán sản phẩm á, mà cái người bán sản phẩm á và cái người sản hoặc là cái người sản xuất á, thì họ sẽ lại chảnh. Ta có 1.000 sản phẩm mà tới 2.000 người có nhu cầu lắm thì ta chảnh, ta đâu có ngu, ta giảm giá đâu, ta để giá cao lên, ta đẩy giá cao lên, cao ngắt trên trời đó để ta bán, đẩy ngắt trên trời để ta bán. Thì lúc đó người ta sẽ suy nghĩ, người ta sẽ tìm cách người ta đẩy giá lên cao để cho người ta hạ cái số lượng, ví dụ như 2.000 người thì cao lắm trong này chỉ có 1.000 người, 1.000 người đủ khả năng mua được sản phẩm chẳng hạn, tại giá cao quá mà 1.000 người đủ mua thôi, thì lúc người ta cố ý người ta tăng giá lên để người ta bán đó, thì giá được lãi lên cao do nhu cầu hàng hóa tăng ha, và thiếu nguồn cung cấp đó. Đây là cái trong thực tế thì bình thường là ai nhẹ thôi, thấy mà thấy cảm thấy chảnh chẹ, rồi sản phẩm ta độc quyền hay là sản phẩm ta nó bị gọi là gì, hơi bị hiếm, thì bắt đầu người ta chảnh, người ta tăng giá lên để người ta bán đó. Như vậy thì khi như thế cũng có gì tăng sự chênh lệch giữa người mua và người bán, thì cái đó cũng là sự mất cân bằng, mất cân bằng giữa người mua và bán. Thì trường hợp này là mất cân bằng là giá nó đang nằm dưới đáy ha, nằm đáy, người ta đẩy lên cao đó, đẩy lên cao rồi. Mà thì cũng tương tự thôi, trước khi họ muốn đẩy lên giá thì họ cũng suy nghĩ tương tự vậy đó, liệu chúng ta tăng giá lên cao quá rồi liệu người dùng có mua hay không, nếu họ không mua thì chúng ta ế, ví dụ vậy. Suy nghĩ thì cũng có sự suy nghĩ vậy, lưỡng lự, suy nghĩ lưỡng lự đã rồi mới quyết định tăng đó. Thì ngay chỗ đoạn lưỡng lự này, ngay chỗ lưỡng lự này nó sẽ tạo ra một vùng cầu, ngay vùng cầu
họ lưỡng lự. Còn trong đồ thị thì nó diễn tả là ngay cái vị trí này, là ngay vị trí thấp như này này, phe bán vẫn cái đè đầu bán xuống, phe mua vẫn cái đè đầu mua lên, thì hai phe cái đối lập nó đè nhau, nó gần như nó cân đối, nó đè nhau, thì nó tạo ra một cái vùng đẩy lên đẩy xuống, tạo ra một vùng giằng co ngay chỗ này. À, thì nó tạo ra cái vùng giằng co ngay dưới đáy như này, thì nó tạo ra là một gọi là vùng cầu. À, vùng cầu. Rồi. Có anh chị nào nghe rõ không vậy? À, sau đây có cái có một số anh chị là cứ dùng thôi, đừng có thao tác xin quyền này kia để ảnh hưởng tới nó thông báo liên tục ha. Rồi rồi, ok. Rồi ok. Rồi. Thì á khi nó tạo ra những cái vùng khi nó tạo ra trên, ví dụ trên này là vùng cung trên đỉnh, nó tạo ra những vùng giằng co thế này. Rồi nó mới giảm giá. Thì nó giảm giá cũng như vùng giằng co này là có thể là ngay chỗ này nó sẽ tạo ra một fraction, một cây doji, tại giằng co mà hai phe nó đấu nhá nhau tạo ra một cây doji, hoặc là một cây bin ba, hoặc là một bao trùm tăng, bao trùm giảm gì đó, nó tạo ra những cái thứ vậy. À, bao trùm tăng giảm thì bình thường là chúng ta sẽ, nó giảm xuống tới đây, nó xuất hiện xác nhận thì chúng ta sẽ bán luôn chỗ này. Nhưng mà theo lý thuyết của cung cầu thì chúng ta không vội bán ở chỗ vị trí này, mà chúng ta đợi cho giá nó hồi về vị trí giằng co đó. Có nghĩa là đây này, chúng ta tìm cơ hội bán trong tương lai khi giá hồi về cái vùng cung này. Có nghĩa là nó giằng co, nó giảm rồi, quyết định giảm rồi, giảm rồi, giảm xuống rồi, thì chúng ta lại đợi cho nó hồi về đúng cái vùng này, đúng cái vùng giằng co này, tơ ngay vị trí này, chúng ta mới bán xuống. Đó, đó, như vậy đó. Rồi tương tự như vùng cầu cũng vậy, cũng có tạo vùng giằng co, giằng co. Thì trong cái dàn co này nó cũng sẽ tạo ra cái doji, cái bin ba, hay là cây bao trùm tăng, bao trùm giảm, hoặc là những cái mô hình đảo chiều đó, nó đang xuống giảm xuống sâu như này, nó tạo dàn co thế này, xong bắt đầu nó quyết định tăng giá lên. Thì khi tăng giá lên này, chúng ta không có vội mua bán ở trên này, mà chúng ta sẽ đợi trong tương lai nó hồi về đúng vị trí này, hồi về đúng ngay vị trí dàn co đó, chúng ta mới thực hiện lệnh mua lên. Đó, đây. Vị trí này chính là vị trí cực kỳ quan trọng để chúng ta thực hiện lệnh mua bán, và lúc đó tỷ lệ chúng ta thành công khá cao và lệnh chúng ta giảm âm rất nhiều. Thì những cái vị trí giằng co này trong lý thuyết mà hỗ trợ kháng cự á, thì trên này, nãy trên này á, là vùng kháng cự. Thấy không? Vùng kháng cự. Khi giá vọt qua vùng kháng cự, giá quay lại cái vùng đó thì nó trở thành hỗ trợ, hỗ trợ chúng ta sẽ bán. Thì đây cũng được lại. Đó. Khi xuống đây nó tạo thành hỗ trợ. Và hỗ trợ khi vượt vá giá người vượt lên trên, nó quay xuống dưới lại, thì gần đó, gần hỗ trợ, gặp hỗ trợ đây, thì hỗ trợ đây chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua lên. Đó, ví dụ vậy, trên này đi xuống ha, trên này đi xuống đó, vọt lên rồi thở xuống, chúng ta mua lên kỹ giống vậy đó. À, ví dụ bình thường giá đi lên trên nóc nha ha, nó tạo dàn co đây, nó tạo kháng cự đây, xong giá nó tuột xuống, giá nó tuột đây đi, nhiều người không biết là bán luôn ở chỗ này, bán luôn, ai ngờ vừa bán xong cái nó quay đầu lại, quay lên trên này, rồi tới đây nó mới đổ xuống. Thì đây chính là vùng cung ha. Rồi vùng cung. Rồi rồi thì ngược lại, trường hợp ngược lại là giá trên này nó đang đi xuống thế này, nó xuống tới đáy không, xuống tới đáy, nó giằng co chỗ này, giằng co chỗ này, bắt đầu quay đầu lên. Thì những người không biết thì họ thực hiện một cái lệnh mua luôn ở chỗ đây lên. Mà chúng ta học cung cầu thì chúng ta vẽ cái vùng này ra, chúng ta đợi cho nó quay lại ngay chỗ đây, đúng này, cho vị trí này, chúng ta mới thực hiện lệnh mua lên. Đó. Đó. Thì lúc đó những người mua ngay chỗ này và những người bán ngay chỗ này là tỷ lệ stop loss họ âm tức gấp đôi. Trong khi nếu chúng ta đợi về đúng cái vị trí cung cầu của chúng ta ngay trong vị trí này, thì stop loss chúng ta có thể giảm đi tới 2/3 hoặc là 50%. Đó, thì lúc đó chúng ta, tỷ lệ chúng ta có thể thắng cao hơn rất nhiều.
Nếu người ta mua chỗ này, người ta chỉ thắng cái tỷ lệ 1-1. Nếu chúng ta mua dưới này, chúng ta thắng cái tỷ lệ tới 1-3. Đó, trường hợp ra cũng vậy. Nếu chúng ta ai bán chỗ này thì họ chỉ lời tỷ lệ 1-1. Và chúng ta bán trên này, chúng ta có thể tờ lời tỷ lệ 1-3 trở đi. 1-3 trở đi. Đó. Những điểm mà chúng ta mua bán tốt thì lợi nhuận chúng ta sẽ luôn luôn cao. Và tâm lý chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Đó. Còn những ai mà mua bán không chuẩn thì lợi nhuận chúng ta, họ lợi nhuận của họ không cao. Và cái tâm lý của họ sẽ bị nặng nề, rất nặng nề. Đó. Phương pháp cung cầu nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì nhiệm vụ bây giờ chúng ta sẽ xác định những cái vị trí như thế này. Rồi hồi nãy đó là chỉ vẽ cho anh chị hiểu, còn chúng ta qua đây qua hình thực tế cho anh chị xem. Đây là một cái hình chụp lại thực tế đó, anh chị xem bình thường anh chị xem thấy cái ngay vị trí này không? Đây à, nó khi nó đi lên, giá đang đi lên ha, giá đi lên thì nó tạo ra một cái vùng này à, nó giằng co, thì giằng co này nó một cái nến, nó giằng co một cái nến, nó tạo thế này và nó đi xuống đó, xuống như đây. Thì trường hợp này nó đặc biệt là trường hợp này, nếu ai bán trực tiếp luôn, bán trực tiếp luôn nó đi xuống, đúng là đi xuống. Nhưng có nhiều trường hợp nó sẽ không đi xuống, nó xuống tới đây nó quay đầu lại. Đó, trường hợp này thì là nếu ai bán trực tiếp thì có thể lợi nhuận nè, lợi nhuận được. Nhưng một số trường hợp khác thì chưa chắc. Vì thế nếu như chúng ta lỡ nó đi hụt xuống đây đi, nó tụt đi luôn rồi, chúng ta chờ trên này mà nó không dính. Đây này, ví dụ như chúng ta chờ trên này, đây đúng là cái nến này nó sẽ quay lại đây này, rồi nó đi xuống. Mà lỡ như không xuống đi thì chúng ta đừng có vội, chúng ta không đừng có nghĩ là sẽ mất cơ hội. Trong tương lai ha anh chị ha, trong tương lai thị trường nó sẽ quay đầu lại, nó quay lại đầu này, đúng cái vị trí này, và đây là cơ hội để chúng ta bán. Nếu chúng ta hụt, chúng ta bán tiếp đó, ví dụ vậy. Rồi đó là đây là vị trí, đây dùng cung nè ha, dùng cung anh chị xem ở chỗ này. Thì khi nó xuất hiện, nó chạm vào vùng cung mà chúng ta cũng phải để sell, là chúng ta phải chờ fraction nữa. Thì đây là dấu hiệu fraction này anh chị xem. Những vị trí này anh chị thấy không? Chưa chạm này thấy không? Những cái nến này chưa chạm, cái nến này cũng chưa chạm, nên là nó vẫn giằng co, là chưa đúng vị trí, chưa đúng cái vị trí mà vùng cung chúng ta mong muốn. Rất nhiều người người ta bán ở trên này mà vị trí lại chưa đúng, thì tương lai giá sẽ bị đẩy lên à, nó đẩy lên. Đẩy lên thì lúc đó đây vị trí này mới là đúng cái vị trí mà khi chạm tới vùng cung rồi thì thị trường nó sẽ có dấu hiệu đảo chiều. Đảo chiều thì chúng ta dựa vào cái nến đảo chiều fraction. Một số anh chị bạn thì có thể đặt trực tiếp limit ở đây, nhưng mà limit đôi khi nó không chuẩn à, nên chúng ta phải đợi fraction xuất hiện ở chỗ vị trí này. Rồi chúng ta có fraction ra phải không? Đây có fraction, đây có một cây pin 3 cả xác nhận giảm. Nhiệm vụ chúng ta thì đợi 50%, đợi 50% hoặc là stop trên này và stop loss chúng ta đặt trên này, thì lúc đó chúng ta sẽ bán xuống đó. Thì chúng ta có hai lệnh ví dụ vậy, nhưng mà chúng ta nên dùng một lệnh thôi. Nếu mà thị trường mà stop loss chúng ta ngắn thì chúng ta sẽ bán trực tiếp luôn, chúng ta bán trực tiếp ở chỗ này, stop loss trên này. Còn nếu stop loss ta dài, chúng ta nên đặt ở vị trí 50% cây pin 3, 50% cây pin 3, thị trường nó sẽ hồi lại đó, nó cho chúng ta cơ hội để chúng ta bán, ví dụ vậy. Rồi tương tự ngay chỗ này. Đây là một vùng dưới đáy à, đây, thực ra nó trên này nó có bên này nó còn nữa này, sóng nó còn đây này à, nó tạo ra một cái vùng thế này. Đây một cái vùng thế này, nó giằng co xong nó tăng lên đó, nó giằng co xong tăng lên thì nó tạo ra một cái vùng gọi là vùng cầu ngay đây. Thì trong tương lai à, ví dụ ngay chỗ này, đúng ra ngay chỗ này á, chúng ta đặt chờ chỗ này là cái chỗ này nó sẽ quay lại xuống này, nó quay xuống đây rồi nó mới đi lên đó, nó mới đi lên chỗ này, nhưng rốt cuộc nó không quay xuống, thì không quay theo quy luật cung cầu, trong tương lai nó sẽ quay về. Đó, xác suất quay về rất cao anh chị ha, rất cao. Đừng có vội, đừng có tưởng là nó không quay về là nó đi luôn, không có chuyện đó đâu. Anh chị bị hố nhiều lắm, sao anh chị thực tập anh chị sẽ hiểu chuyện đó. Trường hợp này nó không quay, nhưng trường hợp khác nó sẽ quay đầu về là bình thường. Đó. Nên đừng có tưởng thấy trường hợp này không quay đầu lên đây, chúng ta thực hiện lệnh bye bye liên tục lên tới đây nó quay đầu lại xuống đây là chúng ta thua. Đó, ví dụ vậy. Thì đây, trong tương lai quay về đây. Anh chị xem không? Quay về đúng vị trí này thì quay về nó test lại vị trí này, lúc đó nó có cơ hội đây, nó có cây pin 3 để lên và cả xác nhận tăng, lúc đó à, chúng ta cũng tương tự đúng rồi à, chúng ta phải đặt lệnh, chúng ta phải chờ chứ, nhiệm vụ chúng ta chờ đây, như cái lệnh nãy chúng ta đặt đây, đây nhiệm vụ chúng ta đặt ở chỗ này, chúng ta phải chờ
chúng ta thả 2-3 ngày gì đó chúng ta chờ. Đó, đặt chờ là phải vậy, đặt chờ tới khi nào nó quay lại nó dính lên nó dính đi xuống. Sau này chúng ta thực tập chúng ta sẽ biết chuyện đó. Thì đây trường hợp này này, một số người bán kêu bán sớm lời này, thấy không? Đó. Ví dụ vậy. Đó, nhiều người kêu bán sớm lời này. À đây, ồ bán sớm lời ngon quá. À, nhưng mà đâu biết được, thị trường đâu phải lúc nào cũng vậy đâu. Đó, nó sẽ quay đầu, nó xuống tới đây một đoạn thôi, nó xuống nó chạm tới đây. Nó sẽ quay đầu ở đây. Đó, ví dụ vậy, đó. Chúng ta xem, nó quay đầu đó thì để biết quay đầu không là cứ đợi là biết liền à. Đợi dài thứ hai tới chúng ta thực tập chúng ta xem lại cái lệ này chúng ta sẽ biết liền thôi. À, không có vội. À, nó quay đầu không quay đầu thì chúng ta sẽ biết thị trường sẽ trả lời. À, chúng ta không có dám khẳng định được chuyện đó đâu. À, nhưng mà xác suất quay đầu lại là rất cao ha. Tại tất cả lĩnh vực này đều chúng ta dự đoán thôi, không ai biết trước được nó sẽ đi đâu gì đâu đâu. Nếu biết được thì ai cũng giàu hết rồi. Đó, thì đây nó sẽ quay đầu về đây và nó có reaction đây. Thì tới trường hợp này chúng ta cũng tương tự, khi nó tạo ca xác nhận thế này, phải không? Nó tạo ca xác nhận lên thì chúng ta cũng vẽ ra được một cái vùng. Đó, vùng đây. Chúng ta vẽ đây là một cái vùng, đây là vùng cầu cũ và đây nó tạo ra một cái vùng cầu mới. Phải không? Vùng cầu mới thì lúc đó chúng ta giá đi lên, ta vẽ ra một cái vùng cầu mới, chúng ta có thể đặt chờ ngay đây. Thay vì chúng ta mua trực tiếp trên này thì chúng ta sẽ bị âm nặng. Bây giờ ta không, ta đặt chờ dưới đây. Và tao lót tao đặt ở đây. Thì lúc đó cái nến này này, anh chị thấy cái nến đỏ này không? Cái nến đỏ này là cái nến quyết định. Nó qua lại nó test rồi nó mới đi lên. Đó. Đó, đó là lý do tại sao. À, có nghĩa là vừa hiệu lực từ xa này, hiệu lực từ cái những cái vị trí cung cầu nguyên mẫu xa này và những cung cầu tiếp diễn. Đó, đều dính hết, đều dính lên hết. Đó, ví dụ vậy. Nên sau này anh chị sẽ nắm được những cái vùng này, anh chị sẽ thực tập hoài, anh chị sẽ quen chuyện đó. Ví dụ đây trường hợp đây cái nhảy này. Đây. Đây. Nó tạo ra một cái vùng này, thấy không? Đây là một vùng cầu, mà khi vùng cầu trên này nó cao vùng cầu này thì đây là vùng cầu tiếp diễn. Sau này chúng ta học chúng ta sẽ biết đây là vùng cầu tiếp diễn. Thì khi giá nó vọt lên trên cao, thấy không? Chúng ta chờ vẽ của vùng cầu này ra, chúng ta chờ giá ra, chúng ta bay đi mịt này. À, chúng bay lên đây, đó. Không nghe được thì do hệ thống bên đó thôi. À, thoát ra vào lại. Thoát ra vào lại hoặc là rồi đó, tương tự vậy, mấy vị trí khác cũng vậy, nó cũng qua về. Đó, nó quay về thì ngay sau này chúng ta học là đây, ví dụ đây là vùng original. À, đây là cái vùng là mới, là vùng fresh mới, tạo vừa vùng mới và đây sẽ là vùng non fresh. Ví dụ vậy, nó sẽ có ba vùng thôi. Sau này chúng ta học sẽ biết chuyện đó thì nó sẽ test lại lần nữa. Thì vị trí này chúng ta cũng thể mua được nữa, nhưng mà cái hiệu lực của nó không có cao bằng cái vị trí này. À, vị trí này và vị trí này mạnh nhất, vị trí này là hơi bị yếu. À, hơi bị yếu ha. Rồi, đó là nãy giờ chúng ta giới thiệu về lý thuyết và để nhận dạng cái cách thức của nó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách nghiên cứu, cách xác định những vị trí cung cầu, vùng cầu thế nào vẽ đúng, rồi vẽ sao cho phù hợp. Đó, ví dụ vậy, rồi chúng ta sẽ thực hiện mua bán như thế nào, ví dụ vậy. Rồi, thì chúng ta cái nhận dạng thì đơn giản thôi. Nhận dạng của này thì đơn, nó chỉ chúng ta vẽ hoài chúng ta sẽ quen. À, ban đầu chúng ta có thể không quen chuyện đó, nhưng chúng ta chỉ cần 3 tháng đến 3 tháng thực tập, vẽ đi vẽ lại hoài, chúng ta sẽ dễ dàng, chúng ta sẽ nhận ra được những cái vùng cung cầu thế này. Và khi chúng ta nhận được thì chúng ta sẽ giao dịch rất dễ dàng. Nó không còn phải phức tạp, phải đắn đo chúng ta mua bán chỗ nào nữa. Chúng ta cứ dựa vào những vị trí cung cầu thế này để chúng ta thực hiện lệnh mua bán. Rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định hai vùng cầu. Hả? Hai vùng cầu, có nghĩa là vùng cầu chỉ có hai vùng, hai cái vùng thôi. Thì chúng ta sẽ xác định hai vùng. Thì vùng đầu tiên là có nghĩa là đang xu hướng giảm xuống. Đây này, xu hướng giảm này. Đang xuống thì giảm xuống. Thấy không? Trong lúc nó giảm xuống thì nó mệt quá.
trong lúc gọi giảm leo xuống cầu thang á, mệt quá nghỉ một chút đó, leo xuống cầu thang nghỉ một chút xong rồi cái bắt đầu thấy ồ quên cái gì đó, quên gì đó, chúng ta quay lại, chúng ta quay lại vị trí ban đầu, ví dụ vậy. Chúng ta đi xuống giống như chúng ta đi xuống dưới từ trên núi, từ trên đỉnh núi á, chúng ta đi xuống tới dưới tầng dưới ấy rồi, hoặc dưới đất liền rồi, sau đó chúng ta lại đi lên tiếp, chúng ta quên gì đó, chúng ta lại quay đầu, chúng ta đi lên tiếp. Đó, thì nó tạo ra trong cái giai đoạn này chúng ta đang xuống mà chúng ta mệt, chúng ta nghỉ, thì nó tạo ra một cái vùng, chúng ta đứng nghỉ một vùng, đứng nghỉ một chỗ, dậm chân tại chỗ đó, thì tạo ra một cái vùng, sau đó quay đầu lên, thì cái vùng này là cái vùng đệm. Thì vùng đệm này chính là cái vùng mà gọi là cầu đó. Thì trong đồ thị nó sẽ này, nó sẽ đi xuống, giá đang đi xuống, nó sẽ tạo một vùng giằng co đó, giằng co, xong rồi giá nó quay đầu lên đó, trong đồ thị, ý nghĩa trong đồ thị ha. Thì cái vùng giằng co này chính là vùng cầu, hay còn gọi cái chỗ này là đệm, trong tiếng Anh gọi là base ha. Trong tiếng Anh đó, chỗ này á, người ta là drop, tác giả người ta dùng là drop, base và rally đó, để diễn tả là giảm cái nền và tăng đó. Thế đây cái thế như thế này này, giảm xuống tạo ra một cái vùng giằng co, xong nó quay đầu lên, thì giằng co nó tạo ra vùng này chính là một vùng cầu, một vùng cầu ha, đó, vùng cầu rồi, một cái vùng để xác định. Và một cái xác định vùng cầu thứ hai là chúng ta hay leo cầu thang đó, chúng ta hay leo cầu thang, anh chị nhớ chúng ta đi lên một cái tầng không, thì luôn luôn có một cái tấm đệm bự, đệm bự, cái chỗ này là chỗ góc xoay, tấm đệm bự, sau đó chúng ta lại tiếp tục mới đi lên cầu thang thứ hai, trên cầu thang thứ hai lại xuất hiện một cái tấm đệm bự, một cái vùng bự cho đó, rồi sau đó mới đi lên nữa đó. Thì ý nghĩa là đó là ý nghĩa hoài đời sống bình thường, em ví dụ cho anh chị dễ hiểu. Thì đây thì những cái tấm đệm này, vị trí những cái đệm này chính là những cái vị trí cầu, cầu này là cầu tiếp diễn ha, những vị trí này cầu tiếp diễn đó. Còn ở vị trí thường xuyên như vị trí này nè, những vị trí mà trên cao tuột xuống gặp đáy xong đi lên, thì đây là thường xuyên xuất hiện là những cái vùng cầu này, vùng cầu original, vùng cầu nguyên mẫu, thì thường xuyên là ở dưới tầng trệt á, dưới tầng trệt, đây là cái bộ ở dưới tầng trệt đó, vùng cầu nguyên mẫu. Còn những cái vị trí này thì thường nó là vùng cầu tiếp diễn, có nghĩa là đây là đây với đây này, đây là original này, original là vùng này này đó, đây là tầng trệt này, sau đi lên tầng 1 này, lên tầng 1 thì có một tấm đệm, rồi tầng 1 đi lên tới tầng 2 thì có một tấm đệm nữa, rồi từ tầng 2 lên tầng 3 có tấm đệm nữa, ví dụ vậy đó. Thì đây là vùng cầu, đây là vùng cầu, đây cái này là của này, cái này chính là của cái này, và cái này cũng chính là cái này, và cái này cũng chính là cái này đó, ví dụ vậy đó. Rồi trong đồ thị thì sao? Trong đồ thị thì đang một xu hướng đi lên ha, trong một xu hướng đi lên, và nó có sự giằng co, giằng co, giằng co xong rồi á, reach out lên trên đó. Thì khi nó đi lên, nó sẽ tạo ra một cái vùng giằng co chỗ này, vùng này sẽ chính là vùng cầu đó, vùng cầu, nhớ anh chị nhớ hai cái, một cái đi xuống tạo ra một cái vùng cầu xong quay đầu lên đó, và một cái là đang đi lên tạo ra vùng cầu rồi đi lên đó. Vùng cầu chỉ có hai cách xác định vậy thôi, hai cách xác định đơn giản vậy thôi. Còn sau này nãy giải thích trước cho anh chị biết là cái nào là original, cái nào là tiếp diễn vậy đó, nhưng mà sau này chúng ta sẽ học có chuyên về cái chuyện đó à, giải thích trước cho anh chị đi để mường tượng. Rồi đó là hai cái vùng xác định về vùng cầu. Bây giờ chúng ta sẽ qua đồ thị, chúng ta sẽ tìm những cái vùng cầu này để anh chị hiểu rõ hơn. Rồi đây anh chị xem, đây giá đang đi xuống nè anh chị, giá đang đi xuống phải không, giá đang đi xuống, rồi bây giờ xuống đây nó tạo ra một cái vùng thế này, xong rồi nó quay đầu lên đó. Thì đây vùng ngay chỗ này là một vùng cầu đó, ngay vùng cầu đây ha, vùng cầu đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ xác định vẽ
vẽ vùng cầu, ví dụ đây sau này chúng ta sẽ học cách vẽ sau. Chúng ta trước mắt thì chúng ta xác định nó đây là một vùng cầu đi. Đó, đây là vùng cầu. Xong rồi. Một cái vùng cầu ha. Rồi, cái vùng cầu cách xác định thứ hai, đang xuống đi lên. Tạo ra dàn co này. Dàn co nào, sau đó đi lên nữa. Tạo dàn co này. Đi lên, tạo dàn co, đi lên. Thì đây. Đây là một vùng cầu. Đây là cái bậc thang cầu 1 này. Đây là trệt này. Lên tới đây nó dàn co tiếp vùng nữa này. Đây là bậc thang 2 này. Đó, lên đây tới dàn co thêm vùng nữa này. Đây là bậc thang 3 này. Lên đây dàn co thêm vùng nữa này, bậc thang 4 này. Đó, thì đây. Đó, đây những cái vùng này, đó anh chị xem này, đây này, đó đây, dàn co này. Dàn co là có nghĩa trong đó nó có xuất hiện nhiều cái nến nhỏ li ti à, lên xuống nó dàn co trong đó. Ở đây cũng vậy, tương tự xuất hiện cái dưỡng lử những người mua và bán tạo ra cái doji này, đó. Cũng là về sự dàn co này. Đây là dàn co này, tạo ra vùng này, đó đây, dàn co nó này tạo ra vùng này. Và đây dàn co này tạo ra vùng này, đó. Đó. Thì đây là những cái vùng đây. Đây là trường hợp thứ hai này. Đang xuống tăng, dàn co, xuống tăng, dàn co, xuống tăng, dàn co, đó. Còn trường hợp 1 này, đi xuống, thẳng xuống, gặp ở đây, đi lên, đó, ví dụ vậy. Rồi, đó là một trạng thái, chúng ta tìm một cái cặp khác, để chúng ta... Rồi, đang vậy. Đây, anh chị xem. Đi xuống này. Đang ở trên lầu cao đi xuống, đang trên núi này, đỉnh núi, đi xuống như bề núi này, xuống như bề núi, xong là quên cái gì đó, đi quay đầu lên. Thì lúc quay đầu lên, thì trong giai đoạn này là giai đoạn nghỉ ngơi đây, nghỉ ngơi nằm đây sẽ tạo ra một cái vùng hoặc đứng dậm chân tại chỗ, thì vùng này là chính là vùng cầu này, vùng cầu một á, trường hợp một á, đây trường hợp một ra này, đó, rồi đó trường hợp một. Bây giờ trường hợp hai này, chúng ta đang dưới tăng trệt à, chúng ta bắt đầu đi lên à, lên đây nó tạo ra một cái vùng gọi là vùng đệm giữa hai vùng, cái vùng một cái tấm bản để nối lên giữa hai cái lầu nhau đó, dừng ở đây, sau này chúng ta tiếp tục đi lên nữa, nó tạo một vùng ở đây nữa đó. Thì hai cái vùng này chính là vùng cầu đó, chị xem đây, để nha, cái gì dàn co này, những cái nến dàn co này, dàn co những cái nến li ti. Sau này chúng ta sẽ học làm sao để biết những cái nến này là cái nến cung cầu, lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng. Rồi, đó là chúng ta nhận dạng cái trường hợp này thôi. Có nghĩa là vùng cầu là thường xuyên chúng ta nó nằm ở dưới, xác định ở dưới, đi xuống xong đi lên, thì lúc đó chúng ta xác định thế này đó, đây là chính là những cái vùng cầu tuột xuống đi lên, thì để chúng ta xác định vùng cầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xác định vùng cung như thế nào. Rồi vùng cung thì nó sẽ ngược lại. Vùng cung nó sẽ ngược lại ha. Vùng cung thì nó hồi nãy á, vùng cầu á là đi xuống thế này rồi quay đầu lên. Bây giờ ngược lại, vùng cung thì ở dưới này đi lên. À, đi lên cũng như là từ ở dưới trệt, từ dưới đỉnh dưới đây dưới gọi là bề rừng á, dưới bề rừng á, chúng ta đi lên thẳng trên đỉnh núi. Lên thẳng đỉnh núi, chúng ta nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dậm chân tại chỗ. Xong rồi chúng nghỉ ngơi xong rồi chúng ta lấy sức có đời, chúng ta bắt đầu đi xuống núi lại. Đó, thì trong giai đoạn nghỉ ngơi trên này nó tạo ra một cái vùng. Đó, vùng này gọi là vùng cung. Đó. Đó, để lý thuyết bên ngoài đời cho anh chị hiểu vậy, còn trong thực tế đồ thị là sao? Đồ thị là xu hướng đang đi lên. Đi lên á, và đi lên rồi bắt đầu có người ta chốt lời nhiều quá. Cũng như chốt lời hay là phe bán nó bán xuống gì đó. Phe mua thì mua lên, đi lên một hồi xong là quá mua. Mua lời nhuận quá rồi, bây giờ chốt. Người mua thì chốt, còn người bán thì bán xuống, thì bắt đầu nó sẽ có sự sự giằng co ở chỗ này, giằng co chỗ này, và khi nó giằng co chỗ này, sau đó bắt đầu giảm giá xuống, giảm giá xuống. Thì khi ở vị trí giảm giá xuống, nó sẽ tạo ra một vùng đây đó, đi lên. Đấy không, nó tạo ra một cái vùng giằng co thế này, rồi nó đi xuống, thì đây chính là vùng cung. Đó, vùng cung. Thì
Đây là một xác định vùng cung, thì vùng cung này nó sẽ là vùng cung original. Anh chị nhớ, sau này nhớ luôn dặn dặn ha. Từ dưới đáy lên tới đỉnh, thì trên đỉnh ngay chỗ này chính là vùng cung original. Đó, đây original, cung nguyên mẫu á. Rồi, sau đó cách xác định vùng cung thứ hai là đa một xu hướng giảm, giảm xuống, thấy không? Rồi bắt đầu từ trên tầng, giống như tầng trên tầng cao á, xuống tầng dưới cũng có một tấm đệm để nghỉ. Sau đó là mới giảm xuống nữa, rồi có tấm đệm để nghỉ, rồi giảm xuống nữa, nó để nghỉ, rồi cuối cùng tới tầng trệt. Đó, thì những cái nơi bị nghỉ ngơi thế này, dừng thế này, dừng có nghĩa đang đi xuống nha, dừng. Thì những cái vị trí thế này người ta gọi là vùng cung, vùng cung tiếp diễn. Mấy cái vị trí này là cung tiếp diễn. Thì đây là vị trí này là hồi nãy là trên này là đó, original này. Đây là vùng cung tiếp diễn 1 này, ngay chỗ này là vùng cung tiếp diễn 2 này, ví dụ vậy, đó. Đó. Tạo ra những vùng vậy. Thì những cái vùng này là rất quan trọng á, khi giá nó tuột xuống sao nó quay lại đúng cái vùng này chúng ta sẽ bán. Đó, ví dụ vậy. Thì đây trường hợp này này, giá đang tuột xuống nó tạo ra cái vùng thế này, giá đây. Trong tương lai đừng có tưởng nó sẽ đi luôn nha, không có đâu, nó sẽ quay lại vậy này. Đó. Quay lại đây xong nó đi xuống nữa. Đó, rồi nó quay lại đây, đi xuống nữa, nó tạo thành dí dắt vậy đó. Đó. Thì đây chính là những cái vị trí để chúng ta giao dịch. Thì đây những cái vị trí, đây là cung 1, cung 2, cung 3. Ví dụ vậy đó. Thì đây. Những trường hợp này lát nữa chúng ta sẽ xác nhận những cái nến như thế này để làm sao chúng ta biết được cái nến nào sẽ là thuộc vùng cung, cái nến nào sẽ thuộc vùng cầu, ví dụ vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái đồ thị để chúng ta nhận dạng những cái vùng cung thế này. Thì vùng cung nó trên cao thì bắt buộc chúng ta sẽ tìm những cái cặp đang trên cao đi xuống, đang trên đỉnh núi đi xuống dưới. Ví dụ EU. Để tìm cái cặp trên đỉnh núi đi xuống. Rồi đây. À, anh chị xem đang trên đỉnh núi đi xuống đây. Đó. À này, trường hợp một này anh chị ha, đi lên ha, trên đỉnh núi rồi đi xuống này, dưới đi lên trên đỉnh núi rồi đi xuống đây. Đi lên này, dưới đi lên ha, lên tới trên đỉnh chúng ta nghỉ ngơi. Đó. À, chúng ta nghỉ ngơi xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi xuống. Thì khi nghỉ ngơi đoạn này chúng ta sẽ tạo ra một cái vùng giằng co chỗ này, đây chính là vùng cung. Đó. Vùng cung trường hợp này cũng vậy, trường hợp này cũng tương tự ha. Trường hợp này dưới đang đi lên nè, lên tới đỉnh giằng co xong đi xuống, thì đây chính là vùng cung. Đó, đây cũng tương tự vậy luôn, đi lên giằng co xong rồi đi xuống. Đó, đây chính là vùng cung, đây là vùng cung trường hợp một ha. Đó, đây cũng vậy này, đi lên rồi đứng lại giằng co xong bắt đầu đi xuống. Đó. Rồi, đó là trường hợp 1. Bây giờ chúng ta sẽ xác định trường hợp 2. Trường hợp 2 là từ trên cao đi xuống, giằng co, xong đi xuống, giằng co, đi xuống, giằng co, đi xuống nữa, ví dụ vậy. Rồi, vùng cung trường hợp 2. Đây, đang đi xuống. Giằng co một vùng đây, anh chị xem. Thấy không? Rồi, đi xuống nữa. Rồi, tới vùng này, giằng co thêm vùng nữa. Rồi, đi xuống. Tới đây, giằng co. Đó, ví dụ vậy. Đó, những vùng vậy. Chúng ta sẽ tìm những vị trí khác chúng ta vẽ. Rồi đây. Trên này hồi nãy chúng ta là xác định là trên này là cung nguyên mẫu rồi ha. Bây giờ chúng ta đây. Đi xuống. Tạo giằng co. Một vòng. Rồi tiếp tục đi xuống. Tạo giằng co. Rồi đi xuống. Tạo giằng co. Thì đến những vùng đây là cung tiếp diễn 1, cung tiếp diễn 2 và cung tiếp diễn 3. Đó. Thì đây là trường hợp này anh chị xem. Khi nó tạo ra vùng này này thấy không?
giá đi xuống này thao, nó quay lại nó test này thao, cái nến xanh này là quay lại nó test này, xong rồi nó giảm xuống này thao. Đó đây nó tạo ra dạng co chỗ này, nó đi xuống, anh chị tưởng là bán chỗ này đúng không, bán luôn chứ gì, đâu đâu, cuối cùng nó quay lại này thao, nó quay lại đây, đó nó quay lại đúng cái vị trí này. Rồi chúng ta lại bán tiếp. Đó, anh chị xem nó có sự quay lại hết. Rồi đây nhảy nó này, đi xuống thấy không, dàn co một vùng rồi đi xuống, dàn co một vùng, từ tới chỗ này nó quay lại này, thấy anh chị xem nó quay lại nè, nó quay lại cái vùng đầu này thấy không, rồi nó đi xuống nữa. Đó đây thì những là chính là vùng cung, đây là những cái vùng cung, vùng cung. Đó. Ở đây nè, hôm trước chúng ta đặt chờ mẫu nè, thấy chúng ta đặt chờ mẫu không nè, chúng ta đặt chờ mẫu bữa trước thực tập, buổi thực tập về sử dụng MT4 á, chúng ta đặt chờ bay limit nè, nè đây nè, chúng ta chờ từ hôm thứ tư hôm thứ tư hôm nay thứ sáu nè, bắt đầu lệnh chuẩn bị dính rồi không, ví dụ vậy, đây là chờ mẫu nè, bắt đầu dính rồi nè. Nhưng mà lệ này thì tất nhiên lệ này không đúng rồi, lệ này thì không, chúng ta không đúng rồi. Và tại cái thế này anh chị xem. Đó, đây này. Ví dụ thực tế luôn này. Anh chị xem, thấy giá nó quay lại không? Khi nó giằng co chỗ này nó tạo ra một cái vùng thế này. Đó, giá quay lại này thấy không? Cái cành nến tiếp theo này, nó quay lại này. Rồi nó đi xuống này. Đó, ví dụ vậy. Chúng ta xóa lệnh này đi. Để chúng ta đánh bậy bạ quá rồi, cái tài khoản đang thực tập test nó tới ngày chúng ta học bữa cuối rồi nó không còn tài khoản để chúng ta test luôn. Rồi, đó là cách xác định giữa hai vòng cung vòng cầu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nhận dạng. Nhận dạng ha. Bây giờ chúng ta sẽ học phương pháp để nhận dạng. Chỗ nào là vùng cung, những cái nến nào là thuộc vùng cung, những cái nến nào thuộc vùng cầu, và cái nến sau hợp lệ, cái nến sau không hợp lệ. Thì tất cả những cái nến mà để xác định cho vùng cung, vùng cầu đều một chuẩn như nhau hết. Nên vì thế chúng ta chỉ cần học thuộc, nhớ thuộc những cái vùng này là chúng ta sẽ vẽ chung cho vùng cung và vùng cầu. Ở bên ngoài họ hát karaoke. Rồi anh chị xem ha. Này, dòng đầu tiên để xác định là chỉ khi có một cây nến trong vùng đệm thì cây nến đó chính là vùng đệm. Vùng đệm là chính cái vùng mà nãy anh chị mới học nãy đó. Là đây, đặc trưng là vùng đệm đó. Đây đây, vùng đệm này, vùng đệm này thấy không, vùng đệm là cái vùng này này. Đó, một cái nến chính là vùng đệm, một cái nến chính là vùng đệm, vùng đệm là vùng này này. Đó là cái vùng nền á, vùng nền mà để tạo ra một cái vùng cung cầu á, đặt trên chung là đệm. Rồi cái này cũng vậy, vùng cung cũng vậy, đây là đệm. Đó, đây là đệm, đây đệm này, đây chính là đệm. Thì một cái nến chính là một cái nến ha, chính là vùng đệm, đệm của cung và cầu luôn. Và một cái nến, hai cái nến, trường hợp này là hai cái nến cũng là cung của cầu luôn. Bây giờ chúng ta đang học một cái nến thôi, lát nữa hai cái nến chúng ta sẽ nói sao. Rồi, chỉ có một cái nến thì cái nến đó chính là một vùng đệm luôn. Đó, còn trường hợp thứ hai có nhiều hơn một cái nến, nhớ nha, nhiều hơn một cái nến thì hai cái nến hồi nãy chính là nhiều hơn á, nhiều hơn một cái nến, nhưng mà không được quá 6 cái nến. Nhiều hơn một cái nến nhưng không được phép quá 6 cái nến nha. Ví dụ như cây thứ bảy là không được, nguyên một cộng nến mà dàn co nha. Ví dụ đây 2, 4, 6, 8, 10 cái nến, 10 cái nến như này là không phù hợp lệ này. Đó, chỉ có 6 cái nến thôi, 6 cái nến trở lại thôi, chứ trên 6 cái nến là coi như vùng nó không hợp lệ ha. Thì trong 6 cái nến đó
yêu cầu là không được có thằng không có nghĩa không được có thằng nến nào vượt quá 50%. Có nghĩa là những cái nến nguyên trong cái cụm đệm đó chỉ được phép là cái body của nến không được phép vượt quá 50%, có nghĩa từ 50% trở xuống thôi. Ví dụ cái body là cái này nè anh chị xem. Đây, ví dụ cái nến này này. Thì có cái body này, body là cái thân nến này không được phép vượt quá 50% của cái nến, cả cái nến. Đó, ví dụ đây, cái đây cái dạng này. Đó, cái đây là ở vị trí này là cái nến body này, cái body là cái body cái thân nến và cái đây là cái bóng nến ha. Thì cái thân nến này không được phép vượt quá thì mới hợp lệ. Ví dụ trường hợp này là hợp lệ này. Cái này cái nhà này không được phép vượt quá này, cũng đây hợp lệ này, hợp lệ là nhưng cái này không hợp lệ ha. Cái này tại sao? Cái này là nó cao hơn 50%. Cái này nó tới 2/3 lận. 2/3 của cái nến rồi. Nên nó không hợp lệ. Có những cái nến này hợp lệ này. Cái nến này là nó chỉ là 50% trở lại là hợp lệ. Những cái nến này cũng vậy là hợp lệ này, đó. Ba cái nến hợp lệ. Đó, những cái nến hợp lệ. Còn những cái nến nào vượt quá 50% thì thường là chúng ta dễ bị fail. Nó không hợp lệ nên chúng ta dễ bị fail ha. Rồi. Nhớ nha anh chị ha, không được quá 6 cái nến và những cái nến này phải có thân nến ha. Cái body á, gọi là thân nến á, phải dưới 50%. Thì tất cả những vùng một cái vùng đó thì gọi là một cái vùng đệm luôn. Vùng đệm này để xác định vùng cung vùng cầu, vẽ vùng cung vùng cầu. Rồi, tiếp theo. Khi có một cái nến mà có thân á, cái thân nến á, là cái body á, thân nến á mà dưới 10% luôn. Dưới 10% này gần giống như Doji và spinning top hay là những cái nến gì đó, ví dụ vậy. Dưới 10% thì lúc đó chúng ta vẽ. Đây, ví dụ đây. Đây. Đây những cái nến thế này này. À, ví dụ dưới 10% này. Hoặc là cái nến này này cũng dưới 10% này. Đó. Ở dưới 100 này ha, dưới 10% những cái nến trường dưới 100 thế này thì lúc đó chúng ta vẽ. Thì vẽ vùng để vùng đệm này chúng ta phải vẽ hết cái nến này. Rồi, để bây giờ để giới thiệu cho anh chị vẽ luôn cho nó dễ lên, cho nó dễ nhận ra đi. À, bây giờ để chúng ta vẽ như vùng cung cầu á thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ trên này này. Có tên là rectangle ha. Công cụ này. Đó. Đó đi. Vẽ lên cái vùng công cụ này chỉ là vẽ một cái hình chữ nhật thôi. À, một cái hình chữ nhật thôi là nó sẽ được tự động nhảy. Thì công cụ này trong cái template mà miễn phí trong khóa căn bản anh chị á, là nó có đầy đủ rồi. Thì công cụ nó lý phải chuột này chọn. Chị nói chính là công cụ này này. Đây. Rectangle Reader này, nó có sẵn rồi. Anh chị việc load template của em về là anh chị load template cài giống lần trước video chỉ á, là anh chị sẽ có công cụ này thôi. Thì cách vẽ thì anh chị lấy cái công cụ này, draw rectangle ha. Đó, rectangle. Anh chị vẽ. Thấy cả hai cái nến này này là hợp lệ này, anh chị vẽ ra. Ví dụ vậy đó. Ví dụ vậy đó. Ví dụ vẽ. Thì khi vẽ anh chị vẽ như sau. À, anh chị vẽ trước ở đây. À, em chỉ cho anh chị vẽ trước hai cái này trước ha. Hai cái này trước đi, còn những cái sau này chúng ta vẽ sau. Rồi. Khi có những cây nến mà tất cả cây nến một đứng một mình hoặc cây nến mà dưới đứng nhiều cây nến đứng nhau mà dưới 50%, dưới 50% ha, thì chúng ta sẽ vẽ như sau. Chúng ta lấy từ cái vị trí cái bóng nến trên cùng ha, dành cho cái xu hướng đang ở trên đỉnh ha, đang trên đỉnh, chúng ta đang vẽ hình cung, tôi lấy từ cái đỉnh trên cùng chúng ta kéo xuống dưới tới ngay vị trí mà đóng cửa. Từ trên vị trí cao nhất chúng ta kéo xuống vị trí đóng cửa của cái nến. Thì đây đó, đóng cửa của cái nến ngay chỗ này. Thì ngay từ vị trí này sẽ chính là nguyên cái bộ này sẽ chính là vùng cung. Đó, vùng cung. Rồi. Rồi nếu mà cái nến kế bên mà nó dài hơn á, nó không phải là ở vị trí 50% á, thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Chúng ta phải kéo cái này nhỏ lại. À đây.
Đó, nhỏ lại. Nhỏ lại đây. Có nghĩa là lúc đó cái cây nến này nó không thỏa là cái nến của vùng cung, thì chúng ta sẽ loại bỏ cái nến này ra, chúng ta chỉ vẽ đúng một cái nến duy nhất thỏa vùng cung thôi, là cái nến này. Ví dụ vậy, cái nến này thì lúc đó chúng ta vẽ sao, cũng từ trên đỉnh ngay chỗ bóng nến, chúng ta kéo xuống tới ngay vị trí giá đóng cửa của cái nến này ngay đây, chúng ta thả ra thì nó sẽ tự động nó sẽ nhảy ra cái hình như thế này, tạo ra cái vùng như thế này, thì đây chính là một cái vùng cung. Ở vùng cung ở đây, đây chính là vùng cung, và cái nến này nó sẽ quay lại nó test là vùng cung rồi nó mới đi xuống. Đó. Rồi chúng ta sẽ vẽ vùng cầu. Đây anh chị xem, những cây nến mà 50% này, những cây nến mà gọi là gì dưới 50% á, là cây nến này. Đây là một cây nến dưới 50% này. Cây nến dưới 100% ha. Thì anh chị vẽ từ dưới lên, thì anh chị vẽ ngược lại. Anh chị sẽ kéo từ dưới vị trí bóng nến, bóng nến bên dưới, dưới này này, anh chị kéo lên trên tới vị trí đóng cửa. Rồi thả ra, kéo thả ra nó sẽ tạo ra một cái vùng. Đó, đây là vùng cầu. Hoặc anh chị có thể kéo ngược từ trên dưới lại cũng được, không nữa gì hết. Ví dụ kéo dài thì kéo ngược lại, thì anh chị sẽ lấy từ giá đóng cửa trên này nè, anh chị kéo xuống dưới bóng nến. Nhớ anh chị nhớ là đặt đúng con trỏ chuột ngay chỗ cây nến cần vẽ ha. Thả ra nó sẽ nhảy. Đó, thì đây vẽ, vẽ thế này gọi là một vùng cầu. Đó, vùng cầu. Đây là những trường hợp, đây là những cây nến, những cây nến mà gọi là gì, nhiều cây nến hoặc một cây nến dưới 50%, dưới 50% hả, 6 cây nến dưới 50%, thì lúc đó nó sẽ bao hết tất cả những cây nến khác lòng trong này, chuyện bình thường không ảnh hưởng gì hết. À, chỉ cần nó nằm trong đúng trong cái thỏa điều kiện, cái vùng một cây nến thỏa điều kiện là đủ rồi, chúng ta sẽ bao, nó sẽ nhảy ra, nó che là vậy. Ví dụ vậy. Rồi trường hợp thứ hai, nãy giờ chúng ta đang vẽ là gì, đây là cung original ha, vùng cầu original. Bây giờ chúng ta sẽ xác định những cái vùng gọi là tiếp diễn. À, tiếp diễn. Bây giờ tiếp diễn từ dưới lên. Thì anh chị, theo anh chị là vẽ cái gì? Đang là đi lên này, chúng ta vẽ những cái vị trí này. Là chúng ta vẽ cái gì, vùng gì? Vậy nào biết? Mới học xong. Rồi, ok, đúng rồi, vùng cầu. Ok, ok, chính xác là vùng cầu tiếp diễn. Ok, ok, rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ vùng cầu tiếp diễn ha. Chúng ta xem cây nến này, cây nến này là cây nến mà điều kiện hồi nãy là dưới 50, dưới 10% á, chúng ta tính sao đi, chúng ta để hai cây này trước, dưới 50% này, cây nến này dưới 50% này, hai cây nến này thỏa điều kiện hết, thì nhiệm vụ chúng ta kéo từ dưới cái bóng nến, chúng ta kéo lên trên, kéo tới cây nến mà cao nhất nha, hai cây nến thỏa điều kiện thì chúng ta sẽ kéo tới cái vị trí đóng cửa của cây nến cao nhất đó. Thì nó sẽ tạo hai cái này, sẽ tạo ra một cái vùng. Đây, vùng cầu tiếp diễn ở đây. Đó. Còn nếu như cây nến này nha, nếu như cây nến này này nó không thỏa điều kiện thì anh chị phải thu nhỏ lại, anh chị đúp lên, anh chị thu nhỏ lại. À, chỉ có cây dưới thỏa điều kiện thôi. Rồi, đây. Không, cái đó thì tính sau, cái đó chưa học cái phần đó, nó mới nó xong. Không tập trung nghe như vậy. Chừng nào chúng ta xét tới cái phía dưới này xong thì lúc đó chúng ta sẽ bao sau. Chúng ta để hai cái này trước đi, học kia học tới câu này chúng ta tính sao. Đó. Rồi sao, tờ ví dụ tương tự. Tương tự, à ví dụ ta xét hai trường hợp này. Đây, cái nến này nó cũng thỏa điều kiện. À, dưới 50%, cái nến này cũng thỏa điều kiện dưới 50%, đúng không? À, chúng ta sẽ kéo. Đó, chúng ta kéo từ trên xuống dưới cũng được, hay kéo từ dưới trên được. Chúng ta sẽ kéo tới cái bóng nến của cây nến, hai cây nến thỏa điều kiện, thì chúng ta sẽ kéo từ vị trí này xuống tới cái bóng nến dưới này để gom lại làm chỗ đó, thì chúng ta sẽ có một vùng đây. Đó, đây là vùng cầu tiếp diễn. Đó, ví dụ vậy. Rồi bây giờ chúng ta, rồi đây, ví dụ đây, trường hợp đây, ví dụ trên này đang đi xuống, chúng ta tìm vẽ đây là những vẽ vùng gì, vẽ vùng gì anh chị? Rồi vùng cung tiếp diễn. À, chúng ta học cái cây nến doji sau. Bây giờ chúng ta tìm những cây nến 50% chúng ta vẽ trước. Đây, à, ví dụ cây nến 50% là cây nến này đây. À, giờ dưới 50% á, cây nến này.
thì chúng ta sẽ vẽ trên đi xuống. Anh chị nhớ trên đi xuống thì anh chị nhớ vẽ cái vị trí đóng cửa ha. Anh chị gắn gỉnh kéo chị kéo ngược lên tới vị trí bóng nến. Cứ trên đi xuống thì kéo từ dưới lên trên. Đó. Mà dưới đi lên thì kéo từ trên xuống dưới, ví dụ vậy. Thì kéo sao cho nó vị trí đó, đó. Thế này thì đây nó tạo ra một cái thế thế này. Đó, đây là trường hợp cho cái nến dưới 50%. Và mấy trường hợp này cũng vậy, đây là một cái cụm nến này nè. Anh chị một cụm nến này là 1 2 3 4 5, 5 cái nến đều thỏa hết, chúng ta sẽ bao 5 cái nến lại. Chúng ta kéo gì ra, chúng ta kéo ngược lên trên. Chúng ta sẽ chọn tới cái cây bóng nến mà dài nhất ha, trong 5 cây. Để chúng ta thả, chứ không phải chúng ta thả một cái nến, ví dụ chúng ta vẽ dài là sai nè ha. Chúng ta vẽ dài là sai nè ha. Tại sao? Tại vì cái nến này nó vẫn còn đang nằm trong khu vực đó luôn, là chúng ta sẽ bao luôn, chứ nếu mà chúng ta mà kéo dài thì chúng ta bị sai. Đó, đặt tới đây. Đó. Đó. Thì đây là một vùng tiếp diễn. Đó, ví dụ vậy. Rồi, đó là cái vẽ 50%. Giờ chúng ta sẽ qua cách vẽ của 10%. Rồi. Cách vẽ của những cái nến mà dưới 10% ha, có thang dưới 10% thì chúng ta sẽ bao luôn. Bao phủ hết tất cả cái cây nến đó, cây nến dưới 10% đó. Có nghĩa là phủ luôn cả hai cái đỉnh luôn, đỉnh của bóng nến luôn, đỉnh và đuôi bóng nến lại với nhau. Đó. Rồi anh chị xem ha. Đây. Ví dụ. Đây cái nến này này. Ví dụ cái nến này là cái nến. Chúng ta xét cái nến này thôi nha, chúng ta chưa xét mấy cái đống này. Nếu có đống này chúng ta phải vẽ chung hết luôn một cuộn đó, nhưng mà chúng ta xét chỉ cái nến này, chúng ta ví dụ thôi. Thì cái xét này, ví dụ cái nến này là dưới 10% này thì lúc đó chúng ta bao sẽ bao hết luôn. Đó. Bao hết luôn anh chị ha, chứ không phải thật, bao hết luôn. Rồi bao phủ luôn hết cái nến. Thì đó. Đây là một vùng đệm. Đó. Trên này đang đi xuống thì đây ngay chỗ vị trí này sẽ là một vùng cùng tiếp diễn. Đó. Một cái nến. Và trường hợp đáng nhảy. Một cái nến. Thì chúng ta sẽ bao như thế này. Cái nến đó gọi là nến, một cái nến mà dưới 10% là cái Doji á, thường là cái Doji, chúng ta sẽ bao thế này. Hai cái nến nhảy gáp là sao? Tùy, cái nến nhảy gáp cũng được, cái nến nhảy gáp là miễn sao nó thỏa điều kiện là chúng ta vẽ thôi. Hai cái nến nó nhảy gáp là vùng gáp là bình thường. Ví dụ ngay mấy cái nến nhảy gáp của mấy cặp vừa rồi đâu rồi. Đấy. Thì ngay chỗ này nè. Nè, thỏa điều kiện nè. Ba cái nến này thỏa điều kiện này, chúng ta vẽ bình thường. Nè, thỏa điều kiện nè. Đó, thì nhảy gáp là chuyện của gáp, đâu liên quan gì đâu. Gáp đây cứ tưởng tượng nó là một cái nến trắng trống thôi, đâu ảnh hưởng gì đâu, chúng ta cũng vẽ bình thường. Vẽ đây. Thì nhiệm vụ chúng ta vẽ đây, chúng ta sẽ chờ lắp để đây, lắp gáp đây, chúng ta mua lên. Đó. Rất tiếc nó không qua về nè. Và chúng ta vẽ bình thường. Còn gáp thì bỏ trống gáp, đâu ảnh hưởng, gáp như là một cái nến dài thôi. Đây, ngay chỗ đây thỏa điều kiện nè. Cái nến này là dưới 10% thì chúng ta làm sao? Đó. Chúng ta đã bao lại vậy đó. Vậy vậy. Nhưng trường hợp này bao giờ là sai, không đúng ha. Tại sao trường hợp này nó rơi vào cái trường hợp khác? Trường hợp này thì chúng ta không được phép bao giờ. Trường hợp này thì chúng ta sẽ bao như sau, chúng bao tới đây thôi. Khi mà những cây nến Doji dưới 10% mà nó đi trùng dưới vững cây nến mà 50% thì lúc đó chúng ta không được phép bao những cái nến Doji, mà chúng ta sẽ bao theo quy luật của cái nến, ưu tiên những cái nến dưới 50% ha. Đó. Trường hợp nếu hai cái nến Doji không, thì ví dụ cái nến này đi không thỏa điều kiện dưới 50% thì lúc đó chúng ta bao giờ là đúng. Rồi bao giờ đúng. Nhưng nếu mà nó như trường hợp nãy này, hồi nãy mà có đang bao nửa chừng mà bạn nào nói cặp nào đâu,
Đây, phải cặp nào hồi nãy mà bao nửa chừng. Đây đây, trường hợp đây. Đây. Trường hợp đây. Bình thường nếu chúng ta học cái doji là chúng ta bao dài. Đó, chúng ta bao dài. Riêng một mình cái doji chúng ta bao dài, nhưng trường hợp này chúng ta bao thế này là chúng ta sai, mà chúng ta phải xét vào hai những cái nến lân cận này nữa, thì hai cái nến này nó thỏa vào điều kiện là dưới 50%. 50%. Thì vì thế chúng ta sẽ ưu tiên là 50% là chính. Cái doji sẽ là phụ, lúc đó chúng ta chỉ lấy cái bóng nến của cái doji thôi, mà chúng ta sẽ lấy này, chúng ta sẽ lấy rồi chỉ được dài thôi, không được phép đó, không được phép lấy hết bao cái doji thế này. Ví dụ như thế là chúng ta sẽ bị, khi nếu cái doji nó dài quá, biết không, cái doji mà dài quá thì anh chị bao thế này á, anh chị sẽ bị âm nặng, giá nó tới đây lận, nó tới đây nó mới đi lên. Thì bao chúng ta bao sẵn hết cái doji thì nó bị phủ hết tất cả những cái nến thế này, là anh chị sẽ bị âm cực kỳ nặng luôn. Đó, nên là cẩn thận chỗ này ha. Ưu tiên là 50%, không được phép bao hết. Rồi có một cái trường hợp là cây doji nó cao hơn, nó cao hơn hai cái nến này tí, thì lúc đó chúng ta sẽ lấy cái body của doji á, từ cái body của doji bao để tìm cái cây nến tương tự vậy. Đây, những trường hợp này này, những trường hợp doji thế này chúng ta sẽ bao hết nè. Đó, những cái doji dưới 10% này chúng ta sẽ bao như thế đó. Đó, cẩn thận chỗ này. Và những cái nến này vừa cái doji và cái nến 50% thì chúng ta sẽ ưu tiên cái nến 50%, thì chúng ta sẽ bao như thế này. Đó, chúng ta bao dài. Chứ không phải chúng ta bao dài ha. Không phải bao dài nha. Nếu chúng ta bao dài á là chúng ta, trường hợp cái doji nó dài quá thì chúng ta sẽ bị âm. Vì thế chúng ta sẽ ưu tiên dính vào cái vị trí 50%. Đó. Đó, anh chị để chỗ đó ha. Rồi đây, trường hợp này. Trường hợp mà nó định nói đây là cái doji nó nhích hơn cái vị trí này, cao hơn cái nàng tí cái doji này nè. Đó, nó cao hơn cái vị trí này. Thì bình thường á, nếu chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ vẽ dài. Chúng ta vẽ dài đúng không? Đó, chúng ta vẽ dài. Đó. Bình thường chúng ta phải dài, nhưng trường hợp này chúng ta phải dài là bị sai. Mà phải đúng là phải thế này, là cái vị trí này chúng ta sẽ kéo dưới vị trí bóng nến của doji. Đó, cái phủ luôn của bóng nến của doji. Và vị trí trên body này chúng ta sẽ lắng cao lên vị trí tới cái vị trí đóng cửa của cây doji. Đó, nó phải nhích lên thế này. Đó. Đó, trường hợp này trường hợp đặc biệt, phải nhớ chỗ này. Là lúc đó nó sẽ nhích lên từ ngay chỗ này này. Nó sẽ nhích lên tới vị trí body cái trên của cây nến doji. Và cái bóng nến không phải nằm ở cái bao phủ cuối cùng, không nằm đây nữa, mà nó sẽ chuyển tới vị trí thấp nhất của cái doji. Để chỗ này ha. Nếu anh chị mà bao sai thì dễ bị dash block ha. Ví dụ anh chị bao đây, vì to ok tới đây rồi đúng không, thì anh chị sẽ đặt top block ở chỗ này. Đó, đặt top block chỗ này đúng không. Rồi khi đặt top block chỗ này thì không bao cái doji này á, thì thị trường nó sẽ quay lại, nó đá luôn cái chỗ vị trí này, chúng ta sẽ bị thua. Lệnh chúng ta sẽ bị thua. Anh chị nhớ chỗ này ha. Anh nhớ là đó, phải bao thế này. Đó. Rồi, cách bao thì nó tương tự vậy. Rồi đây, trường hợp đây, nếu hai cái nến này là dưới 10% hết, hai nến dưới 10% hết, thì lúc đó chúng ta sẽ bao, lấy cái nến, bao cái nến dài nhất, nó phủ, nó bao luôn cái nến kia, nó trùm luôn cái nến kia. Rồi đó, hai cái nến dưới 10% thì chúng ta chọn cái nến dài nhất để chúng ta phủ, dài nhất trong cái group đó, cho nên chúng ta phủ lại. Đó. Rồi đáng vậy, tương tự cái nến nhàng dưới đây chúng ta phủ hết lại nguyên cái nến. Đó. Rồi trường hợp đặc biệt nữa này, anh chị xem hai cái nến này nó thỏa điều kiện thấy không, thì chúng ta bao sau. Chúng ta sẽ bao thế này, ta lấy từ trên này chúng ta kéo xuống dưới bóng nến này, chúng ta bao đó. Đó, không phải ngay đây, ngay chỗ này, ngay chỗ này. Đôi khi nó sẽ nhảy luôn ha, do cái hệ thống này nó tính tự động á, nó sẽ nhảy luôn đó, chúng ta sẽ chỉnh lại để cho nó phù hợp. Đó, sẽ bao thế này chứ không nếu như cái bóng nến nó dài quá mà chúng ta bao luôn bóng nến thì nguy hiểm. Ví dụ vậy.
Rồi. Thì anh chị sẽ về vẽ liên tục để cho nó quen với cái tay, để chúng ta làm chuyện đó. Quen cái tay. Và một điều quan trọng để hợp lệ ha, bây giờ tới nay để hợp lệ đoạn này. Để vẽ hợp lệ, không phải chỗ nào chúng ta cũng phải vẽ hợp lệ đâu. Mà vị trí cung cầu phải có yêu cầu của nó hợp lệ. Thứ nhất, đầu tiên là muốn để hợp lệ thì chúng ta phải nhìn qua trái. Có nghĩa vị trí cần vẽ chúng ta phải nhìn qua trái, phải có một cái nến mạnh. Này, vị trí quan điểm. Kế bên vị trí cái vùng, những cái vùng này phải có một cái nến mạnh, gọi người ta gọi cái nến power candle á. Và cái nến mạnh này thì cái thân á phải chiếm gần hết. Phải chiếm gần hết cái vùng đệm đó. Phải bự hơn cái vùng đệm đó. Tóm lại cái body bự hơn vùng đệm đó thì mới hiệu lực, còn nếu không thì không hiệu lực. Ví dụ đây. Đây ngay chỗ này. Đây, hai cái nến mạnh, anh chị xem thấy đúng không? Thì vùng này mới hợp lệ. Và đây vậy, cái nến mạnh này. Cái nến mạnh này, cái nến power candle này và cái nến này sẽ bự hơn cái nến này thì mới hợp lệ. Còn nếu nó nhỏ hơn là không hợp lệ ha. À, ví dụ này anh chị, ví dụ này. Còn anh chị xem. Vùng này hợp lệ. Vùng này sẽ vẽ hợp lệ, tại sao? Cái nến này mạnh nè. Cái nến này mạnh nè. Đó. Có nghĩa là chúng ta vẽ thì chúng ta phải cố gắng nhìn phía sau nó và nhìn phía trước nó. Nó có cái nến mạnh, power candle, người ta gọi là cái nến power candle. Ví dụ đây, trước khi vẽ cái vùng này, chúng ta phải xem cái nến này mạnh không. À, cái nến này mạnh này, ok. Và xem cái nến trước nó có mạnh không. Người ta gọi là một chân vào rồi một chân ra. Có nghĩa là khi có một chân vào là cái nến mạnh, là gặp cái vùng nềm, rồi có một chân ra, à, một chân bước vào, một chân bước ra. Thì hai cái chân bước vào bước ra này, hai cái chân dài, à, vào đây là cái vùng này, nó là vùng là hợp lệ. Còn nếu không là sẽ không hợp lệ ha. Ví dụ đây, ngay chỗ này, đây là cái nến ok nè, power candle bự hơn tất cả những cái nến này thì vùng này hợp lệ nè. Tại sao hợp lệ? Vừa cái này power candle và vừa cái này power candle hợp lệ nè. Rồi đây cũng tương tự, đây là hợp lệ nè, thì dưới này chúng ta vẽ sẽ hợp lệ đó. Còn một số trường hợp sẽ không hợp lệ nè, sẽ có một số trường hợp chúng ta sẽ không hợp lệ. Ví dụ này phần lớn là hợp lệ, phần lớn là hợp lệ. Có một số trường hợp là không hợp lệ, có nghĩa là những cây nến vào ra nó nhỏ quá, là nó chúng ta không tạo được cái vùng đủ cái lực để chúng ta tạo một cái vùng. Những trường hợp này là hợp lệ hết, phần lớn hợp lệ hết. Đây, lúc nào để lúc nào chúng ta thấy được hợp đó chúng ta sẽ dễ chỉ hơn. Còn trường hợp này không cho tìm sẽ mất giờ lắm. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo cái điều kiện, những điều kiện khác đi. Rồi, những vùng không hợp lệ tiếp theo là chỉ có một cái nến doji. Có nghĩa là một cái nến doji, từ xưa những cái nến doji thế này nằm trên giữa này là không hợp lệ ha. Thường là không hợp lệ, xác suất là có nó fail rất cao. Ví dụ như cái nến doji vùng bay và một cái nến doji mỏng, cái nến doji mỏng tát luôn á, thì thường xuyên nó không hợp lệ. Nếu cái nến doji mà nằm chung với một cái nến khác thì ok, còn nến doji nằm rời rời thì rất nguy hiểm ha. Ví dụ mấy cái nến thế này nè, cái nến thế này nè anh chị, tác giả thường xuyên nói là sẽ không hợp lệ này đó. Hoặc là những cái nến thế này nè, không lệ. Nhưng thật ra cái nến này nó không phải là cái doji đái lắm, doji mà doji kiểu mà móng tát luôn á, anh chị xem đây này, đây này, đây này, đó đó, cái nến này là không hợp lệ này anh chị xem. Trên này đang đi xuống à, xuất hiện một cái vùng cung, xong đi xuống, cuối cùng cái nến này, cái nến doji này sao rốt cuộc nó phá thủng luôn, sao nó thủng luôn đó, là không hợp lệ. Ví dụ vậy, cẩn thận chỗ này.
xác suất của nó là fail rất cao với những cái nến thế này, là cái vùng bay những cái nến thế này là rất rất nguy hiểm mà không hợp lệ. Ví dụ đang nhà này, một cái nến doji mà nằm rời một mình nó thì rất nguy hiểm, nằm chung với những cái cặp khác thì ok. Ví dụ đang nhà này đó, thì bình thường chúng ta vẽ ra nó xuống nha, nó quay lại đúng không, đã đi xuống luôn đúng không, nhưng mà cái doji này nó không giữ được này, thủng đó, để chỗ này ha. Thì chúng ta tránh trường hợp, những trường hợp thấy những cái doji này chúng ta vẽ và chúng ta giao dịch là chúng ta dễ bị fail. Nếu cái doji này nó nằm chung với cái trường hợp này này, mấy cái này thì lớn mạnh này, ở nằm chung mấy trường hợp này thì mạnh này, đó thì mạnh. Chứ còn nếu mà nằm rồi không có cái những cái nến này á, là rất nguy hiểm. Rồi trường hợp không hợp lệ thứ hai là 6 cái nến nãy chúng ta nói rồi, quá nhiều cái nến, quá nhiều cái nến thì vùng đó sẽ không hợp lệ luôn. Ví dụ những cái nến một nùi luôn, 6 cái nến đây, những vùng thế này, những vùng thế này chúng ta không nên vẽ thế này, không nên vẽ cái vùng cung lên thế này ha, vùng này rất nguy hiểm ha. Vùng này là dễ bị thủng, dễ bị fail, không thường xuyên, không hợp lệ. Và đang nhảy nữa này, anh chị xem thì những cái vùng này trong lý thuyết cũ chúng ta học thì những cái vùng này gọi là vùng gì, rất nhiều hơn cái nến, nhiều 6 hơn cái nến, 6 cái nến là thì những vùng này người ta gọi là vùng gì? Đúng rồi, vùng nán. Thì vùng nán thì sao? Dễ thủng đúng không? Đó, thì nó dùng của nguyên lý cũ của những kiến thức cũ thôi, kiến thức cung cầu cũng tương tự, nhiều cây nán, nhiều cây nến mà kề kề nhau mà nhỏ nhỏ vậy thì là vùng nán, mà vùng nán thì dễ bị thủng. Nên vùng này không vẽ ra vùng, vẽ ra vùng cầu là thủng, chúng ta sẽ giao dịch bị thủng ngay. Fail ngay, nên chúng ta để ý chỗ đó. Ví dụ đang nhà này, một đống cây nến thế này, cây nến thế này là cây nến gì đây, anh chị thấy gì quan không, nó từng bạc từng bạc từng bạc từng bạc này. Rồi đúng rồi, bậc thang. Thì những bậc thang này cũng nằm trong điều kiện không hợp lệ ha. Đây bậc thang này cũng là không hợp lệ luôn, nên cẩn thận, thấy như bậc thang đó chúng ta tránh ra luôn. Những bậc thang này thủng ha, anh chị xem thủng ha, 1 2 3 4 5 bậc thang, 5 cái bậc thang này là thủng, không giữ được ha. Rồi mấy chỗ này cũng vậy này, nhiều hơn, nhiều cái nến này là cũng thủng ha, rất nguy hiểm ha. Xác suất cũng có, cũng có lần thì ok, nhưng mà xác suất fail thì rất cao đó. Những cái thế này, như thế này, như vậy rất cao ha. Mấy cái nến 1 2 3 4 5 6 7 cái nến luôn, 7 cái nến lận, mà lại bậc thang nữa, vừa bậc thang vừa 7 cái nến nữa, nhưng mà xác suất này cuối cùng thành công, đã giữ được lệnh này, thủng. Thì trường hợp này là tin tức rồi, may mắn là do tin tức chứ không phải là nhờ cái này đâu. Mấy nhờ này, đây là tin này, cái đây là tin hỗ trợ này, cái đợt này thôi, như là cái tin đợt gì đó, nhớ là có tin gì đó, nó mới chạy, nó chạy thế này thôi. Ví dụ vậy. Rồi một trường hợp không hợp lệ nữa chính là cái nến whisky. Những cái nến whisky là những cái nến có bóng nến dài, cái nến doji á, nhưng mà nó dài thon thọt, nó dài giống như cây cần khêu vậy đó, thon thọt, thì lúc đó những cái nến nó cũng không hợp lệ, không hợp lệ rất nguy hiểm á. Ví dụ trường hợp những cái nến này cũng là whisky này, một cây pin ba mà nó dài thon thọt, nhưng mà cái nến này thì nó đẹp hơn. Cái nến này thì dù sao nữa, thằng nến nó dài là cái nến dưới 10%, dưới 10% thì nó còn an toàn hơn để tìm một cái nến whisky cực kỳ mỏng luôn. Đó, ví dụ cái nến này này cực kỳ mỏng, cực kỳ dài đó, thì những cái nến đó là cực kỳ yếu ha. Đây đó, đây là cái nến whisky này đó, đây những cái nến này là không nên sử dụng ha, xác suất fail rất cao, xác suất fail rất cao ha, fail rất cao, nên chị để ý cho nó.
những cái trường hợp đặc biệt này chúng ta loại ra, loại ra để chúng ta là chúng ta đôi khi thử thì cũng thử được á, nhưng mà nó dễ bị fail. Đó, những cái nến này ví dụ vậy, nhưng mà cái nến này lại nằm chung với trong cái nùi này thì lại an toàn. 1 2 3 4 5 6 6 cái nến ha, 6 cái nến thỏa điều kiện ha, thỏa điều kiện rồi đó, ví dụ vậy, thỏa điều kiện ha, thì lúc đó hiệu quả này anh chị xem không, nó xuống này không, nó quay lại này không, dính lệnh chúng ta này không, chúng ta limit cái đây mà nó dính lệnh đây đi xuống đó, hiệu quả. Nhờ hiệu quả là nhờ mấy cái nến tiếp theo này, cái nến 50% này, dưới 50% này, chứ không phải như cái nến whisky nào đâu. Nếu cái nến whisky nằm rời là không có chuyện đó đâu. Rồi, đó là những cái chú ý này anh chị đi. Rồi chúng ta sẽ qua những cái nhận dạng khác. Nhận dạng đài hồi nãy chúng ta đã nói trước rồi đó, nãy chúng ta đã nói rồi đó, đã nói hồi nãy trong sang kẻ chúng ta đã nói rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ ôn lại thôi. Đây là những cái dưới 10%, cái nến này dưới 10%, anh chị xem nó dưới 10% là chúng ta bao hết luôn cái nến, thấy không? Và cái nến này chỉ có một cái nến trên 10% và dưới 50%. Đó, ví dụ vậy thì chúng ta sẽ bao một mình nó lại, bao đúng một mình nó lại. Và trong này, trường hợp này, vùng đệm mà nó có cái nến đó, vùng cầu đệm á, nó có cái nến trên 10% và một cái nến dodgy, thì chúng ta sẽ bao như thế này. Hồi nãy chúng ta đã học rồi, bao như thế này đó. Nếu mà cây bóng, cái body nó cao lên tí thì chúng ta sẽ nối cái này nó cao lên tới vị trí dodgy. Và nếu cái dodgy thấp ở dưới này thì chúng ta chỉ nối tới đây thôi. Còn nếu cái bóng nến của dodgy ngay chỗ này nó dài hơn dưới này thì chúng ta sẽ nối cái từ chỗ này, chúng ta sẽ nối sâu chỗ này phủ cái bóng dodgy mới đúng. Đó, hồi nãy chúng ta đã ví dụ rồi. Chúng ta sẽ đi trước, nãy chúng ta đi trước rồi. Rồi trường hợp này có dưới 50% đang xuống đi lên. Đi lên dài thì chúng ta sẽ bao thế này. Chúng ta sẽ bao thế này. Đó, bao thế này ha. Còn nếu đi ngược lại, ví dụ đi ngược lại ha, nó đi xuống thế này, đi xuống này thì chúng ta sẽ bao thế này ha. Đó, để cho nó. Đó, có nghĩa là khi xuống đi xuống thì chúng ta sẽ bao khuyết, chúng ta sẽ bao khuyết ở vị trí này, khuyết trên này. Còn xuống đi lên thì chúng ta sẽ bao khuyết ở vị trí này. Đó, để ý cho nên thôi, chúng ta bao ngược nha. Trường hợp này chúng ta bao dài. Đôi khi nhiều anh chị không biết đang đi xuống đi lên thế này, tự nhiên chúng ta bao như thế này. Ở chúng bao này và chúng ta sẽ mua ngay vị trí này là nguy hiểm ha, là chết liền ha. Thế chúng ta sẽ bao cẩn thận bao chỗ này. Đó, và chúng ta mua chỗ này này. Đó, mới đúng. Đó, ngược lại cũng vậy, xuống ngược lại xuống thì chúng ta sẽ bao ngược lại. Rồi chúng ta vô cái thực tế cho anh chị xem. Anh chị xem này, đây là một cái vùng cầu chúng ta đã vẽ ra, thấy không? Thỏa điều kiện nè, một cái nến dodgy và một cái nến của 50%. Thì cái nến này đôi khi cái nến này nó cao hơn 50% tí, chúng ta cũng có thể vẽ hợp lệ được, không sao, không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà đừng có dài quá nha, đừng có lún lên lút trên này, lút trên đỉnh này. Cái nến này nó sai chút này, cái nến này là nó cao hơn cái vị trí 50% rồi đó. Nhưng mà nó đang phù hợp với cây dodgy thế này thì chúng ta có thể vẽ cây dodgy này thôi cũng được, một cây dodgy này cũng được thôi. Đó. Đó, còn hoặc là chúng ta có thể nối lên chỗ này cũng được, không ảnh hưởng gì, nó trên lệch tí không ảnh hưởng gì. Thực ra chúng ta cần là cần một cây dodgy này thôi, căng dưới 10% này thôi, cây dưới 10% thế này, và chúng ta sẽ vẽ cái vùng này ra. Và nhiệm vụ cây nến này là cây nến power candle này, và cái nến trước đó là cái nến power candle này, cái nến bự này, thấy không? Đó, thì chúng ta vẽ được cái vùng này hợp lệ. Và sau khi hợp lệ rồi thì nhiệm vụ chúng ta là thấy cái nến này, chúng ta sẽ đặt limit cho đây. Và thế là cái nến tiếp theo, cái nến qua ngày hôm sau nó sẽ quay lại, nó dính lệ chúng ta và nó đi lên. Đó, đi lên. Thì những anh chị nào biết ngay chỗ này phát hiện bán, gọi là gì, mua đúng vị trí từ đáy luôn, mua ngay cái vị trí này thì đáy đảo chiều tại đây luôn, tại cái doji cái xác nhận tăng mà đảo chiều luôn, thì chúng ta dễ rồi. Còn nếu như anh chị nào lỡ như không mua được, mà đừng có vội vàng
mua bán trên này ha, không được phép vội vàng mua bán trên này. Rất nhiều anh chị mua vàng, mua vội vàng mua bán trên này, tại ô muộn mất rồi. Nếu chúng ta không mua thì nó có thể nó chạy luôn, thì anh chị đừng có vội, đừng vội, mà chúng ta sẽ áp dụng vào cung cầu. Cái đây vị trí này nó chỉ test lại để nó test lại lần, nó kiểm chứng cái gì, kiểm chứng của mô hình thôi, kiểm chứng của mô hình thôi, là kiểm chứng giữa cây nến Doji và cây nến xác nhận tăng, và nó quay lại nó test thôi để đi lên thôi. Đó, đi lên thôi. Nên theo quy luật cung cầu thì dù nó đi lên trên này đi nữa, nó có test một lần đi nữa thì lần thứ hai nó cũng sẽ test lại nữa, và là có thể lần thứ ba nó test lại nữa là bình thường ha. Nên là anh chị đừng vội, lỡ chúng ta bị muộn trên này rồi chúng ta đừng có mua bán trên này. Nên anh chị xem cuối cùng nó quay về nữa không, anh chị nhào vô đây, anh chị nhào vô đây anh chị mua thì nó quay về đây, các anh chị khác gì anh chị thủng dash stop loss mất rồi, dash stop loss cho đây mất rồi đó. Nên vì thế lỡ muộn thì chúng ta sẽ chờ buy limit ở vùng dưới này, buy limit vùng này chúng ta đặt, cứ chờ đó đi, đặt chờ đi, không có sao, đặt chờ để đó vài ngày sau, một tuần sau là sẽ quay về nó test, và khi nó quay về nó test thì chúng ta sẽ có cơ hội vào lệnh đó, ví dụ vậy. Nhưng mà nhiều lúc đặt chờ không chuẩn nha anh chị, trường hợp này chúng ta không đặt chờ mà chúng ta sẽ đặt một cái lệnh cảnh báo, một cái lệnh cảnh báo, một cái lệnh entry commission entry gì đó, hay một cái lệnh cái cảnh báo là alert để nó báo cho đây à giá nó về tới đây là nó đổ vuông chúng ta biết, để cho chúng ta sẽ mở đồ thị lên chúng ta kiểm tra, mở enter 4 liên tục chúng ta kiểm tra, thì lúc đó nó kiểm tra chúng ta thấy à cái nến là cái nến spinning top, và cái nến này cái nến xác nhận tăng đó, phải không? Rồi thì lúc đó chúng ta sẽ thực hiện một quyết định giao dịch luôn đó, ví dụ vậy, giao dịch lên đó. Thì một số anh chị đã phát hiện chỗ này anh chị giao dịch lên rồi, nhưng lỡ như anh chị thấy à chúng ta muộn thì làm sao? Muộn thì chúng ta sẽ tìm những vị trí, vị trí gì? Nếu chúng ta muộn chúng ta không bắt được cái dưới đáy thì chúng ta tìm những vị trí gì để chúng ta tiếp tục vào lệnh. Anh chị vị trí gì? Nếu như ta muộn vị trí nguyên mẫu dưới đáy, đúng rồi, cung cầu dựa vào vị trí cung cầu tiếp diễn, thì trường hợp này là trường hợp này là vị trí này là vị trí cầu tiếp diễn, còn những trường hợp khác thì sẽ là nói chung chung là vị dựa vào vị trí cung cầu tiếp diễn để chúng ta vào lệnh theo con sóng. Rồi đây, nếu chúng ta muộn ta vẽ vùng này ra vậy thấy sao, thì nhiệm vụ cuối cùng sao nó đi xa thế này rồi nó quay về sao? Ồ, theo quy luật cung cầu mà nó test tiếp thì chạy theo dưới dắt như này. Đó, thì nếu chúng ta không mua được dưới đáy thì chúng ta mua ở vị trí tiếp diễn, mua vị trí tiếp diễn, mua vị trí tiếp diễn, có vội gì đâu, tại vì chúng ta sẽ có mấy con sóng lận, thường xuyên là 5 con sóng, ví dụ 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 con sóng lận thì ta vội gì, ta có 3 điểm để mua lận, điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba. Đó, thì tới cái vị trí này anh chị đi, chúng ta chỉ sử dụng mua ở vị trí 3 điểm thôi an toàn nhất, có nghĩa trừ vị trí original ra thì chúng ta chỉ cần 3 vị trí, 1, 2, 3 vị trí thôi, không được quá tạm. Anh chị nên nhớ nha, trong chiến thuật chúng ta là trendline, cái kênh giá cũng vậy, giao dịch kênh giá cũng không được quá tạm, không vị trí quá tạm, tại vì khi tới vị trí đặt điểm 3 rồi đó, quá 3 rồi đó là nó dễ bị đảo chiều, nó dễ bị thủng đó. Thường thì ở vị trí đây là vị trí original này ha, chúng ta sẽ giao dịch được vị trí này, và chúng ta sẽ giao dịch được vị trí này, và một chỗ nữa là chúng ta sẽ giao dịch ngay vị trí chỗ này nữa thôi, tới đây. Rồi khi nó xuống tới đây nữa, nó xuất hiện ở một vùng này, chúng ta không được phép chỗ này chúng mua lên nữa ha, không được phép, nhớ 1, 2, 3 thôi, chỗ này nó sẽ thủng, và lúc đó chúng ta sẽ đợi chúng ta bán xuống chứ không phải mua nữa, nhớ, chứ không phải lúc nào cũng thỏa điều kiện. Và trường hợp này nó sẽ đúng trong cả từng khung tuần, khung tháng luôn, chứ không phải chỉ khung ngày không. Đó, khi nó quá nhiều cái tiếp diễn thế này thì nó sẽ rơi vào trường hợp là quá mua quá bán, và nó sẽ có dấu hiệu đảo chiều. Thì ví dụ trong con sóng Elliott, thì sau này anh chị mà có nghiên cứu thêm tài liệu á, thì sóng Elliott thì có dạng dài nó chạy, ví dụ vậy, sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4, sóng 5, tới sóng 5 phải không, thì nó sẽ tạo ra sóng A, sóng B, sóng C, thế đó. Đó,
rồi sau đó nó mới hình thành một con sóng mới. Nên là ngay chỗ này mà chúng ta mua nữa thì sẽ bị thủng này. Mua chỗ này lên nữa thì nó lên cứ tí tẹo, xong nó quay xuống nó thủng đá stop loss chúng ta rồi mới đi lên đó, nên phải cẩn thận cho đó. Thì trường hợp này chúng ta không mua ngay chỗ này nữa, mà chúng ta sẽ đợi cho nó hình thành một cái đáy mới, gọi là một cái vùng cầu mới, thì chúng ta mới thực hiện lệnh mua sau thì mới được, chứ không được phép mua tiếp diễn nữa, mà chúng ta sẽ mua ở new supply, new demand. Thì chuyện đó sau này chúng ta sẽ học. Rồi, đây là để xác định cái vùng, ví dụ chỗ này là để chúng ta nói là trong xu hướng tăng ha. Để xác định vùng cầu thì chúng ta bắt đầu từ cây nến hiện tại nhé. Cây nến hiện tại này, cây nến giá hiện tại này ha. Chúng ta nhìn qua bên trái, chúng ta tìm một cây nến power candle, cây nến mạnh, và kế bên cây nến mạnh đó sẽ có một vùng cầu. Chúng ta vẽ vùng nó ra, cũng tương tự đây, nhìn qua có vùng nó vẽ ra. Đó, chúng ta vẽ ra. Thì lúc đó power candle ha, hay cây nến mạnh gì đó tùy anh chị gọi sao gọi. Sau đó chúng ta sẽ tìm cái vùng đệm, là chính là cái vùng đệm đó, là một gần với cái nến mạnh đó. Và trước cái vùng đệm này là có một cái nến mạnh nữa, là càng tốt. Trước vùng đệm này nó có một cái nến mạnh nữa càng tốt, hoặc là cái nến mạnh trên này đi xuống chẳng hạn, hoặc là dưới này lên tùy xuống trên này đó. Đó, thì đây là mạnh này, đây là mạnh này, đây là đệm này. Đó, ví dụ đã học rồi đó, thì có thì chúng ta sẽ vùng đó là vùng mạnh nhất, vùng cầu phải là vùng mạnh nhất ha. Thì lúc đó vùng cầu này có hiệu lực mạnh nhất. Còn nếu lỡ như nó có chỉ có một cái nến mạnh này thôi, và bên cạnh nó không có cái nến mạnh, thì vùng cầu này sẽ không hiệu lực mạnh, gọi là sẽ yếu hơn so với cái tuyệt đối là hai cái nến mạnh, một nến mạnh, một cái nến vùng cầu, xong là cái nến mạnh nữa, thì nó sẽ hiệu lực mạnh. Còn nếu như cái nến này nhỏ tí tẹo à, xong là cái nến này cũng nhỏ tí tẹo nữa, xong là cái nến mạnh, thì lúc đó cái vùng chỗ này chúng ta vẽ sẽ không an toàn, xuống này có thể nó thủng luôn. Đó, ví dụ vậy. Thì trường hợp này là đẹp này, trường hợp này đẹp, nó lên khá đẹp này. Đó, chúng ta nó lên thì chúng ta sẽ thành công, khá thành công. Chỗ này chúng ta, những người nào mua sớm như này á thì họ sẽ thoát ở đây trước một lần. Đó, sau đó người ta sẽ tìm cơ hội, người ta sẽ mua lại lần nữa, tại do người ta mua sớm dưới đáy rồi, người ta lên trên này, người ta tỷ lệ 1, 2, 1, 3 rồi, người ta thoát xong rồi, người ta chờ dưới này một cái vùng gọi là vừa, nó sẽ test lại chờ này. Đó. Đó, thì đây trường hợp này này, như nãy nói anh chị, bây giờ sẵn ví dụ cho anh chị nắm luôn. Ví dụ đây là một cái vùng cầu này, Ordino này, đây là tiếp diễn này, đây là tiếp diễn này, thấy không? Đó, đây là vùng đỉnh này, sao thoát. Thì lúc đó chúng ta nó quá vùng này nè, ví dụ 1, 2, 3 rồi, ví dụ 1, 2 rồi, nó quá vùng, chúng ta không được phép mua chỗ này nữa, mà chúng ta đợi cho nó quay gì, nó tạo thêm một cái vùng mới, sau từ vùng mới chúng ta mới giao dịch tiếp. Đó, sau này chúng ta sẽ học sâu về vấn đề này, chúng ta sẽ thấy ví dụ vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta nhiệm vụ, chúng ta sẽ xác định được vùng cung, vùng cung mạnh nhất ha. Thì cũng tương tự nó ngược lại thôi, thì trong một xu hướng giảm xuống chúng ta tìm những, chúng ta tìm qua, nhìn qua trong một xu hướng giảm xuống này, đang xuống giảm xuống này, chúng ta đang đứng ở vị trí giá chỗ này, chúng ta nhìn qua bên tay trái, chúng ta thấy cái power candle này đó, và kế nó cũng có một cái power candle luôn, là trường hợp này là mạnh nhất này đó, chúng ta biết được trường hợp nhất. Thì đó, khi đó chúng ta sẽ vẽ ra một cái vùng cung ở đây, thì vùng cung này chính là vùng cung mạnh nhất. Nhờ anh chị xem, chúng ta nhìn thấy, anh chị thấy chỗ đây là anh chị thấy chưa test là anh chị nghĩ là hụt là gì, đúng không? Đúng không? Nhưng theo quy luật cung cầu không đơn giản gì đâu, không đơn giản gì đâu. Một số anh chị cũng có thể bán sớm để anh chị tắt profit chỗ này, nhưng mà trong tương lai nó sẽ quay lại, nó chưa test này, vị trí này chưa test, thì trong tương lai nó sẽ quay lại nó test theo quy luật cung cầu. Thì đây chính là điểm nó quay lại nó test. Những anh chị nào bán sớm ở chỗ này á thì ăn cũng được, nhưng ăn không có nhiều, tỷ lệ không có nhiều, mà khi nó quay lại nó test đúng cái vị trí chúng ta cần rồi đó, theo thỏa cung cầu rồi, nó đi một cái lọc, nó đi một lượt luôn, sâu xuống này rất sâu đó. Thì những cái vùng này chính là một vùng cung cực kỳ mạnh, và đây chính là điểm tạo test, nó test lại vùng cung này và chúng ta sẽ bán xuống. Tại vùng cung này nó có thể điều kiện là hai cái power candle này, thấy không, hai quả nến vào, thì vùng này là chính là vùng mạnh nhất để chúng ta thực hiện lệnh bán xuống. Nên nhiệm vụ chúng ta là tìm những cái vùng này.
rất nhiều anh chị dễ fail là sao nè, fail nè, những trường hợp fail ha. Trường hợp này ví dụ nó chưa có test đúng không, mà anh chị lại vẽ ra vùng này là vùng gì hả? Vùng là tiếp diễn đúng không, vùng cung tiếp diễn là anh chị bán xuống. Ờ đúng rồi, ok, chỗ này cũng được. Trường hợp này là thành công, bán xuống ha, thành công đó. Rồi sau đó anh chị thấy ồ chỗ này nó mới một mới vùng cung tiếp diễn một rồi, đây là vùng cung tiếp diễn hai đúng không, thì chúng ta sẽ quay lại đây, chúng ta bán tiếp lần nữa. Thì khi quay lại bán lần nữa thì chỗ này fail. Tại sao? Tại vì trên này nó chưa có test, ngay chỗ này chưa test. Nếu mà nó test rồi á thì anh chị bán theo tiếp diễn một, tiếp diễn hai, anh chị ăn hoài chúng ta đây. Nhưng vì lý do chỗ này nó chưa test nên anh chị để ý, không được phép bán nhiều chỗ này, mà chúng ta chỉ bán đúng một lần, chúng ta ăn được tắt phía sau chúng ta dừng, mà chúng ta phải đợi lên cái vùng mạnh nhất trên này chúng ta bán tiếp. Còn những trường hợp khác khi nó test rồi thì chúng ta tha hồ ha, chúng ta bán này, chúng ta bán này, anh này nó quay lại test này không, chúng ta bán là xong, nó quay lại ra test nữa, chúng ta bán, chúng ta bán đó. Tại vì nó quét test lại cái vùng nguyên mẫu rồi thì lúc đó chúng ta tha hồ, chúng ta bán theo tiếp diễn. Còn khi nó chưa test ha thì mấy chỗ này cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm đó, chị để chỗ đó. Thì đôi khi mình sẽ quên nè, tuy học lý thuyết là vậy nhưng trong thực tế giao dịch anh chị sẽ quên, cả em đây cũng quên nhiều lần lắm đó, quên chỗ này nè, quên nhìn qua sâu, tại do nó đi xuống sâu rồi chúng ta không để ý bên tay trái, chúng ta không nhìn được tổng quát, nên chúng ta nhiều lúc mình bị fail qua chỗ này, bị nhiều lắm. Những anh chị nào kỹ lưỡng thì anh chị kéo cái đồ thị để chúng ta tìm, để chúng ta tìm, và lúc đó chúng ta sẽ giao dịch sẽ không bị hố đó. Ví dụ vậy, chứ còn chúng ta bị hố là bình thường thôi, chúng ta đôi khi bỏ quên, chúng ta bị hố. Đây anh chị xem này, này bị hụt này, thấy không anh chị xem bị hụt không? Thì khi bị hụt chỗ này á, hụt cái chỗ này trên này chưa test này hụt chỗ này, và cái chúng ta là cái nối tiếp diễn này, chúng ta giao dịch theo tiếp diễn này đó, chúng ta theo giao dịch tiếp diễn, thì khi giao dịch tiếp diễn như này chúng ta tiếp tục giao dịch tiếp diễn này, thì tới chỗ này sao cuối cùng nó đi xuống tới đây tí xong nó quay đầu nó đá chúng ta này, nó đá chúng ta thì bị, chúng ta bị fail không, tại chúng ta cái vùng này chưa test. Đó, đây test lần rồi này, chỗ này test lần rồi này, test một lần rồi mà chỗ này nó chưa test lại lần nữa, nếu nó test chạm vô đây lần nữa thì lực nó xuống rất mạnh đó, mấy chỗ này nó chưa test này đó. Và tới cái chỗ này, trường hợp này thì nó đi rơi vào cái kênh giá, và nó rơi vào trường hợp gì, quá nhiều cái gì anh chị, quá vùng, quá ba đó, quá vùng, gọi là gì, ba cái vùng tiếp diễn á, thì cuối cùng nó thủng. Tới vùng thứ tư rồi chúng ta không giao dịch được nữa, vùng thứ tư là chúng ta không giao dịch được nữa, không được phép bán nữa, tại vùng thứ tư này là sẽ bị thủng, dễ bị thủng. Nói cái gì vậy? Đang nhẹ nữa này. Đây là một vùng này, thấy không? Rất nhiều vùng này. Đó. Thì đang nhẹ vùng, lên đang nhiều vùng này. Khi nó đây nó quá nhiều vùng rồi, nó quá nhiều vùng rồi, mà nó quay lại, chúng ta lấy cái vùng này chúng ta giao dịch này. Nó quay lại chúng ta lấy giao dịch là dễ bị thủng này. Đó, để ý chỗ này. Trường hợp này trường hợp đặc biệt rồi. Trường hợp này là do tin xảy ra, trường hợp đặc biệt rồi. Đây trường hợp này nhà này, thủng này. Thấy không? Quá nhiều vùng rồi. Tiếp diễn nhiều vùng rồi, khi nó quay lại ha, anh chị không được phép lấy đường tiếp diễn hồi nãy để giao dịch nữa ha. Không được phép lấy dùng tiếp diễn hồi nãy để giao dịch nữa, tại vì chúng ta chỉ giao dịch 3 lần thôi. Đó, không được lấy giao dịch nữa, giao dịch nữa mua lên nữa là bị thủng hay chết ha, nó thủng ra. Nó thủng xuống này, mà chúng ta chỉ mua khi nào nó thủng xuống, đợi cho nó tạo thành một cái đáy mới. Nó tạo thành một cái vùng đáy mới thì chúng ta lúc đó chúng ta mới bắt đầu giao dịch tiếp. Đáng vậy nè. Thấy không? Thì khi đó chúng ta nếu mà nó quay lại chúng ta giao dịch nữa, chúng ta thủng này, chúng ta tiêu này, không? Đá stop loss này. Đá stop loss, thấy không? Chúng ta nếu giao dịch ngay chỗ này này. Đá stop loss, mà chúng ta sẽ chờ sao? Chúng chờ cho nó tạo thành một cái vùng mới. Thì vùng này là vùng original này. Sau này chúng ta học tạo ra một cái vùng đỉnh mới, gọi là cái đỉnh mới. Từ cái đỉnh mới xong rồi chúng ta sẽ xác định lại một cái sóng mới là đây, tiếp tục theo.
1, 2, 3. Đó, chúng ta sẽ giao dịch mới. Giao dịch lại, để chúng ta giao dịch. Đó, cũng 1, 2, 3 rồi thì chúng ta cẩn thận, chờ cho đỉnh mới chúng ta giao dịch. Chứ nếu không là nó bị thủng. Thủng là nó sẽ đá stop loss chúng ta. Đây trường hợp đáng nhảy nó này. Anh chị xem, đây trường hợp hiện tại nè. Thấy nhiều vùng chưa? Thì ngay chỗ này này cẩn thận nha. Nếu chúng ta mua ngay chỗ này là chúng dễ bị chết nè. Tại sao? Quá nhiều vùng rồi. Thấy không? À, vì thế chúng ta không giao dịch ngay chỗ này nữa mà chúng ta chờ gì? Chúng ta chờ cho nó xuống như này này, nó giằng co để nó tạo thành một cái đáy mới. Rồi nó đi lên thì lúc đó chúng ta mới giao dịch tiếp diễn như thế này. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái trendline mới. Đó, đây vùng này chính là sau này chúng ta sẽ làm một vùng đáy mới hay gọi là vùng new demand. Đó, vùng new demand để chúng ta mới giao dịch tiếp, chứ còn nếu mà nó thủng về thì những vị trí này nó sẽ bị thủng hết, nó phá hết. Đó, nên cẩn thận cho đó. Rồi, ok. Nói cùng là hôm nay là bài học chúng ta tới đây là chúng ta đã xong cái vị trí về căn bản về cung cầu. Thì anh chị phải về nhà luyện tập vẽ cho nhiều vào, lẽ cho nhiều vào để cho quen, để lần sau chúng ta sẽ đi vào những bài quan trọng hơn là chúng ta giao dịch chúng ta sẽ giao dịch theo vị trí cung cầu khá bị căng thẳng, nên chúng ta phải vẽ cho quen. Thì nếu chúng ta xác định sai thì chúng ta sẽ giao dịch sai sau này. Chị để ý ha. Rồi, hồi nãy giờ anh chị còn có thắc mắc gì nữa không? Có câu hỏi gì để về vùng cung cầu nữa không? Em sẽ giải thích luôn. Còn 10 chúng ta còn vài phút còn lại. Reo. Vùng cung. Cái vị hiện tại á đang cái thế Reo này nó đang lên rồi. Đang lên rồi. À đang ở chỗ này muốn vẽ vùng cung trên này phải không? Vùng original phải không? Rồi đây. Nè, để ý nha. Trong này thấy hai cái nến hợp lệ không? Đó, chỉ có hai cái nến hợp lệ. Đúng không? Thì chúng ta sẽ bao mấy cái nến này lại. Hai cái nến này nó đều thoải, nó đều là gì? Dưới 10% hết. Dưới 10% hết thì chúng ta sẽ làm sao? Rồi. Ông anh nói gì? Ông anh nói gì hết? Cái nến giảm đúng rồi. Thì trước nó cái nến giảm, yêu cầu của điều kiện là gì? Giảm, drop, rồi buy. Rớt mà. Trời sao mới học xong là lại loạn xì ngầu rồi. Rồi và yêu cầu cái nến này hợp lệ. Tại sao? Cái nến này có cái nến power candle này. Cái nến này power candle này, đúng không? Thì vùng này vẽ là hợp lệ này. Đó, hợp lệ. Chứ nếu mà không là hợp lệ. Trường hợp này có hai trường hợp. Mỗi xu hướng này có hai trường hợp ha. Thì đây là một cái trường hợp thứ nhất là drop, buy, drop. Đó. Tại sao trường hợp 1? Tại trên này nó là gì? Đỉnh. Nó đang trên đỉnh. Còn khi nào? Đây là qua, đây qua, đây này. Hai cái nến power candle. Đâu, nó phải có chứ, một cái vùng đỉnh nào phải có hết. Ví dụ đây, nếu nó không có cái đó, nó không có đó thì chúng ta sẽ giao dịch theo cái bao trùm tăng, bao trùm giảm. Nếu như cái đó, ví dụ trường hợp này nè, trường hợp này power candle, nếu mà nó rơi vào nến marubuzu thì chúng ta vẽ nguyên cái nến. Ví dụ cái nến mà hai cái nến bóng nến, hai cái bóng nến không có thì chúng ta sẽ vẽ luôn hai cái bóng nến đó. Đâu cái nào, cái này vẽ được thì sao được. Trường hợp này chúng ta vẽ cái gì? Trường hợp chúng ta vẽ gần nhất nè, trường hợp nè, drop, bay, drop. Còn trường hợp này hả? Trường hợp này chúng ta lấy hai cái này, hai cái này. Trường hợp này thì chúng ta lấy cái này nè,
nè đó. Nè, trường hợp này chúng ta lấy cái này nè, đó thấy không? Nhớ nha, đó, lấy bông nến cao này nè, bông nến này nha. Đây. Rồi trường hợp này. Trường hợp này vẽ này là sai nha. Nếu trường hợp này trong vẽ này. Trong lý thuyết chúng ta đúng. Nhưng nó sẽ thành sai, biết tại sao? Chúng ta để cái bóng nến bên cạnh. Đó, chúng ta phải nối dài. Để chi? Đây chính là vị trí đáy cũ. Nếu chúng ta nối ngay chỗ này không á, mà chúng ta đặt stop lock cho đây thì dễ bị đá. Tại vì đây, tuy vị trí cái nến mạnh này, cái bộ nến mạnh này nó không thỏa điều kiện trong cái vẽ vị trí là gọi là gì, cung cầu, nhưng nó là nằm trong cái vị bóng nến này nó xa hơn cái vị trí đáy. Tại vì chúng ta phải để cái chỗ này, vậy chúng ta phải nối làm sao cho cái bóng nến nó sẽ đi. Nối chỗ nào là sai này, nối chỗ nào là dễ bị đá stop này. Nếu trường hợp trực diện á thì đúng, nhưng mà đây là ở dưới đáy thì sẽ không đúng. Tiếp diễn thì không, nếu tiếp diễn chúng ta không được phép bao dài, mà đáy thì ta được phép bao thế này. Tại sao? Để chúng ta đặt stop lock an toàn là dưới này. Đó, để chỗ này. Mà chỗ này vẽ, chúng ta phải vẽ dài nè. Đó, đó, nhớ chỗ này ha. Không không, chúng ta phải vẽ theo doji. Cái nến bao vừa cái đồ, chúng ta đâu phải theo cái nến bao vừa cái đồ đâu, chúng ta phải bao doji. Bao hai cái nến doji này, nhưng mà chúng ta chỉ mượn cái bóng nến này thôi. Chứ không phải chúng ta vẽ dài, chúng ta không phải ta lấy bao vừa cái đồ này nha. Phải lấy bao vừa cái đồ này, tại bao vừa cái đồ này nó không nằm trong cái hợp lệ, mà chúng ta chỉ dựa theo cái bóng nến này nè. Chúng ta kéo qua đây để cho đụng với bóng nến này chúng ta thấy thôi, còn không ta để dài, đó, ta để dài nè. Đó. Cái nến này cái nến bự mà, cái nến này trên 50% mà, đâu phải là cái nến của điều kiện dưới 50% nào chúng ta nối qua nó. Ví dụ đây trường hợp này. Trường hợp này nè. Đó. Trường hợp này thì chúng ta bị dính chỗ nào? Để cái chỗ này. Đó, thấy không? Để bị an toàn cho stop lock thì chúng ta sẽ nối như thế này. Chúng ta dựa vào cái bóng nến của nó để chúng ta bao. Đó. Chứ không phải lấy đầu sẽ đầu lấy thế này đâu nha, lấy đè cho này đâu nha. Ví dụ vậy. Đó. Nhưng cũng đúng, tại sao cái nến này, do cái nến này, trường hợp này cái nến nó thỏa điều kiện hết. Cái nến này thỏa điều kiện. Cái nến này thỏa điều kiện thì chúng ta bao được, nhưng cái nến này không thỏa điều kiện. Chúng ta không thể nào bao được. Cái nến này tại sao? Cái nến này là dưới 50% này. 50% dưới 50%, còn cái nến chính giữa này nó không thỏa điều kiện, nhưng do nó nằm chính giữa nên chúng ta bao thì chúng ta bị dính chùm vô luôn, là nó thỏa điều kiện. Đó này, đó, trường hợp này chúng ta sẽ như thế này. Đó. Mà không phải được như thế này, không sẽ bao như thế này, bao hết cái doji này không đúng nha. Bao hết cái doji này không đúng. À, tại sao? Tại chúng ta có 50% này chúng ta sẽ bao dài thôi. Đó. Đó. Ừ, dạ thôi, đó trường hợp đó. Để ý này thấy không? Nó quay lại test này thấy không? Nếu như anh chị nào không biết là bám từ dưới đây này thì nó quay lại này thấy không? Âm tay tua chưa? Âm tay tua nó bám từ tiếp theo pricing mà, bao trùm giảm nè. Nếu không học cung cầu thì đoạn này âm tay tua luôn đó. Từ đây chúng ta bán, quéo lại chúng ta âm tới hết. Trên này luôn tới 120 bit, âm tới 120 bit. Còn nếu học cung cầu thì chúng ta bán ở chỗ này thì chúng ta chỉ âm nhiều 40 bit thôi. Chúng ta đâu bị nhiều đâu, bị âm nặng đâu. Rất tuyệt vời để chúng ta đó, chúng ta thực hiện. Ví dụ vậy. À, hôm nay hàng xóm hát karaoke nên cái video này nó bị âm thanh hỗn tạp rồi. À, không được hấp dẫn lắm. Rồi, ok, hôm nay là bài học hôm nay sẽ xong. À, các anh chị những ngày cuối tuần còn lại anh chị chịu khó học nhiều giùm em ha. À, tao nhiều vô. À, nắm nhiều vô để mà chúng ta sẽ qua ngày mới chúng ta sẽ ôn học thêm những kiến thức mới. À, nếu mà không chúng ta không thực tập nhiều á thì chúng ta sẽ qua ngày mới chúng ta sẽ bị trở ngại nặng. À, rồi ok. À, video này xin dừng ở đây. À, chào tạm biệt tất cả các anh chị ha.